May quá, cô đã quay trở về rồi. Anh đến đây từ khi nào vậy? Ngày nào tôi cũng đứng đây đợi hết, vì tôi tin cô sẽ quay trở lại. Ủa, sao tự nhiên mặt của cô đỏ hết vậy? Làm gì có. Sao lại không? Đỏ lên tới mang tai rồi kìa. Cô bị bệnh hả? Tôi không sao hết. Anh bị bệnh thì có. Chán của cô hơi bị nóng đó. Cô bị bệnh rồi. Thôi, anh đi về đi. Mình sao vậy? Sao cứ ám ảnh nụ hôn đó? Sao im lặng dữ vậy? Ảnh về thật rồi sao? Hôm nay con tới mà thằng Nam nó không có ở nhà rồi. Nó mới nhận thiết kế cho một nhà hàng nào đó. Con biết tính nó mà. Nó đã làm cái gì là nó làm suốt à? Không có biết giờ giấc gì hết. Nam nhận nhà hàng nào vậy cô? Nhà hàng gì của dì của bé Hạnh thì phải. Bé Hạnh á, nó giới thiệu cho thằng Nam. Hạnh hả cô? Có phải tiểu thư nhà giàu? Đúng rồi đó con. Hạnh là con gái của ông Hòa, tổng giám đốc công ty con đang làm đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay ông ấy có đến đây mời thằng Nam về công ty của ổng làm, nên cô mới biết thôi. Chứ thằng Nam nó không có nói gì hết. Thì cái đó còn không có nói. Nhưng mà cái vụ Hạnh á, cô biết sao cô để cho Nam làm việc với cổ vợ? Thằng Nam nó nhận việc kiếm tiền, làm sao mà cô cấm nó được con? Với lại con Hạnh nó cũng đàng hoàng dễ thương, có gì đâu mà con giãy nảy lên vậy? Không có đâu cô. Mấy người mà tiểu thư nhà giàu này á, con biết quá mà. Suốt ngày ăn chơi, không có làm gì hết, chỉ bày trò quậy phá người ta thôi. Cổ bày đặt giới thiệu việc làm cho Nam vậy thôi, chứ thật ra cổ muốn cưa Nam đó cô. Cổ là con nhà giàu, cổ để ý tới thằng Nam làm gì? Con đừng có suy nghĩ lung tung. Con nói thiệt á, sao cô không tin con vậy? Không được, con phải ngăn Nam lại. Tôi nghe đây. Nè, giờ ông đang ở đâu? Đừng nói giờ đang ở chỗ Hạnh nha. Nghĩ làm sao mà bắt làm khuya vậy hả? Ông phải cẩn thận với Hạnh nghe chưa? Cổ nói gì á thì mặc kệ cổ, không có nghe theo cũng không có đi theo nghe chưa? Trời ơi, tôi biết rồi. Làm như tôi sắp bị ăn thịt không bằng vậy đó. Chứ còn gì nữa. Ông là con nai vàng ngơ ngác, bị người ta dụ dỗ rồi ăn thịt hồi nào không hay luôn á. Coi kìa, nói cái gì vậy? Không hiểu gì hết. Tóm lại, ông cứ ở yên đó, tôi sẽ là người đi qua rước ông. Tránh xa Hạnh ra nghe chưa? Đâu có, tôi về rồi, không có ở nhà hàng. Tôi đang ở chỗ người bạn. Bạn của tôi bị bệnh nên tôi ở lại chăm sóc. Bạn nào, trai hay gái? Tôi nhớ ông không có ai là bạn ngoài tôi mà. Alo, nè. Sao tự nhiên cúp máy ngang xương vậy? Kỳ cục à. Ủa, mà bạn nào mà phải ở lại chăm sóc dữ vậy ta? Là anh hả? Ừ. Quay lại làm gì? Cô đang bị bệnh mà. Tôi tự lo được. Tôi chỉ muốn cô mau khỏe, để còn cho tôi biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì là chuyện gì? Tôi đã kể cho anh nghe rồi mà. Đêm hôm đó anh xỉn,
nằm xỉu trước cửa nhà tôi nè. Tôi gọi qua anh không dậy, tôi buộc phải đưa anh vô nhà thôi. Rồi sau đó thì sao? Thì anh ngủ một giấc tới sáng, tôi về quê. Thật không đó? Sao tôi lại có cảm giác có chuyện gì đó xảy ra nữa đúng không? Không có chuyện gì hết trơn á, có vậy thôi à. Có ai làm gì đâu mà nhìn bối rối dữ vậy, tôi chỉ hỏi thôi mà. Tôi cảm thấy mệt thôi à. Cô đang bệnh, muốn uống thuốc thì phải ăn no mới được. Được rồi, để hôm nay á, tôi vô trong trổ tài nấu ăn cho cô một lần nữa. Không cần đâu. Coi cô kìa, trán thì nóng, môi thì khô, khuôn mặt thì tái mét. Cô không cần, nhưng tôi phải lo cho cô chứ. Kệ anh đó, muốn làm gì thì làm. Không lẽ cô ấy bị thương sao? Con gái gì đâu tối ngày cứ đánh nhau, không sợ gì hết. Ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nữa. Tôi đâu phải con nít. Coi chừng nóng. Không lẽ anh ta nhớ cái vụ hôn hôm đó rồi sao? Cô bị gì vậy? Vừa ăn cháo vừa nhắm mắt. Không có gì. Tại tôi chưa tỉnh ngủ thôi. Miệng của dính cháo kìa. Trời, sao anh không chịu nói sớm? Ai biết đâu, tôi tưởng cô biết rồi. Nè, lại đi đánh nhau nữa đúng không? Tôi thấy bông băng dính máu trong sọt rác á. Không phải. Do tôi bị té nên chỉ máu chút xíu thôi. Vậy hả? Làm tôi cứ nghĩ cô là con gái mà suốt ngày cứ đi đánh nhau. Anh làm như tôi hung dữ lắm vậy. Cô còn hơn cả hung dữ nữa. Nè, nói chứ cô té có sao không? Để tôi coi coi. Không sao, tôi ổn rồi, tôi chỉ bị nhẹ thôi à. Sau này đi đứng cẩn thận. Còn nữa, phải biết bảo vệ bản thân mình, đừng để bị thương nữa. Không được, mình không thể yêu anh Nam được. Anh Đạt và chú sẽ không để yên cho mình ở bên cạnh anh Nam đâu. Nè, anh đừng có đối xử tốt với tôi. Tại sao vậy? Đừng có nói là cô còn ghét tôi nha. Đối với tôi có cuộc sống bình thường, một gia đình hạnh phúc là những thứ vô cùng xa xỉ. Cô đang bị sốt cho nên nói sảng vậy phải không? Chỉ cần cô muốn là được, cô sẽ được hạnh phúc. Anh nghe kỹ lời tôi. Tôi không phải là một người bình thường. Nếu anh còn ở bên cạnh tôi nữa, anh sẽ gặp nguy hiểm. Đây không phải là nơi dành cho tôi. Sau khi xong việc,
tôi sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa. Nhất định phải như vậy sao? Tôi thấy chị Yến rất thích anh đó. Chị phù hợp với anh hơn tôi mà. Nhưng mà tôi chỉ coi Yến là bạn. Anh mở lòng mình với chị Yến đi, rồi anh sẽ sớm yêu thương chị thôi. Chị Yến là một cô gái tốt, anh sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh chị ấy. Cô bị sốt cho nên nói đi đâu không vậy? Tôi sẽ không để tâm những gì cô nói ngày hôm nay. Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Không được, tôi đâu thể nào để cô một mình. Anh chờ tôi đuổi anh hả? Thôi được rồi, tôi đi về. Nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đó. Nếu như cô không thấy khỏe thì gọi tôi liền. Tôi về đây. Dạ. Tôi muốn gặp chị Phương. Dạ, anh muốn gặp chủ tịch hả? Bà trên lầu đúng không? Dạ, nhưng mà anh là ai vậy? Tôi là cháu ruột của dì Phương. Bây giờ cháu gặp gì cũng khó khăn như vậy đó hả? Dạ, nhưng mà... Nhân cái anh... gì mà nhân? Xin lỗi, có chuyện gì vậy? Dạ, anh muốn gặp chủ tịch. À, nhớ anh Đăng Lì không? Thì ra là anh hả? Cháu của chủ tịch. À, vậy hả? Vậy thôi, để em dẫn anh lên gặp chủ tịch nha. Không cần đâu, con nguyện để đi. Tôi có tay có chân tôi tự đi được. Vô đi. Đây chắc chắn là phòng của bả rồi. Cái gì? Cả một nhóm sát thủ mà không xử được một đứa con gái nữa hả? Con cũng không ngờ cô ta lại giỏi giỏi như vậy. Con nghĩ cô gái này lý lịch không đơn giản vậy đâu cô. Cô gái mà dám đánh nhau với Phú Trọng đó hả ta? Nếu đã như vậy thì buộc lòng tôi sẽ dùng đến chiến thuật mà chú Tư đã gợi ý. Tôi nhất định phải điều tra cho ra cô ta rốt cuộc là ai. Việc này cô cứ để cho con. Tôi tới gặp chủ tịch. Con tới đây làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với dì. Chuyện gì? Nhận tiền của dì á mà tốn làm cho dì, tôi thấy cũng kỳ. Dì có việc nào á dì giao cho tôi làm, từ nay về sau á coi như là tôi làm công cho dì, dì trả lương cho tôi. Sao tự dưng lại muốn như vậy? Con không cần thấy ngại việc dì cho tiền con đâu. Lẽ ra dì phải lo cho mẹ con từ lâu rồi mới đúng. Ở không quầy cũng chán, bây giờ tôi muốn làm việc được không? Nếu mà dì không chịu á, tôi sẽ làm phiền dì suốt luôn. Nếu mà tôi tới đây hoài á, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thì tôi không chắc là chuyện năm xưa có xảy ra không. Nếu mà xảy ra, dì coi, tất cả nhân viên công ty có còn thần tượng một vị chủ tịch có nghĩa có tình như trước giờ mà dì gầy dựng không? Dù gì chuyện năm xưa cũng không nên bị khơi lại. Nếu con đã muốn như vậy thì dì chịu con. Nè, đi làm cực khổ lắm đó, suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi nghĩ kỹ rồi, dì cứ sắp xếp đi. Dù sao á, đây cũng là cách mà dì bù đắp cho mẹ con tôi mà. Cô nghe nè cô, xem có công việc nào phù hợp với Đăng, sắp xếp cho cậu ấy vô làm. Dạ cô. Nè, dì có sắp xếp công việc cho tôi á, dì nhớ sắp xếp công việc nào coi được nha. Đừng có suy nghĩ tính toán đầu óc, tôi làm không có được. Đừng có làm cái việc tay chân hay là bảo vệ bưng bê, kiểu như là một cái thằng sai vặt trong công ty là không được à. Tại vì là chủ tịch, đúng không? Tôi là cháu của dì,
tôi mà làm công việc không được thì sĩ diện gì để đâu, làm mất mặt gì đó, đúng không? Chuyện đó thì con khỏi lo, cậu Khang sẽ biết đường lo liệu. Vậy con muốn khi nào đi làm? Làm liền luôn cũng được nữa, tôi đang rảnh mà. Ừ, được rồi, vậy thì còn gì bằng, còn gì nữa không? Không thì con về trước đi, có gì Khang sẽ liên lạc với con sau. Không phải là vì muốn bù đắp cho hai mẹ con tôi sao? Bây giờ tôi cho gì cơ hội, vì phải vui lên chứ, đúng không? Ừ. Với lại ngày hôm nay á, mình sẽ nói lại tình cảm năm xưa, là vì cháu tốt của nhau. Tất nhiên là vì vui rồi. Chỉ cần con ngoan ngoãn như ngày xưa, dì sẽ lo chu toàn cho hai mẹ con. Con cứ yên tâm. Thôi, vậy nghe. Ừ. Giá trị của con không chỉ có bấy nhiêu đó đâu nhóc à. Chỉ có ta mới biết được con giá trị tới đâu mà thôi. Cứ chờ đến khi chị con xuất hiện đi. Ờ, Yến. Ủa, đi đâu đây? Chà, Yến bận đồ đi làm cũng này nọ lắm á nha. Tôi hỏi ông đang đi đâu đây? Thì đi tham quan. Ê, mà biết đâu được sau này tôi với Yến là đồng nghiệp á. Đồng nghiệp? Ờ, ý, mà tôi nói đồng nghiệp cũng phải. Nhiều khi tôi làm sếp của Yến nữa kìa. Nó nhảm gì vậy trời? Nói khùng nó điên quá vậy. Không tin đúng không? Từ từ đi, thời gian sẽ trả lời. Thằng Đăng này không làm thì thôi, đã làm thì phải làm lãnh đạo cấp cao. Nhớ nha, lúc đó tôi kêu Yến đi bên phải là Yến phải đi bên phải, tôi kêu Yến đi bên trái là Yến phải đi bên trái. Có dám cãi tôi không? Dạ thưa lãnh đạo, mời lãnh đạo đi chỗ khác cho, và không được có mặt ở công ty này quậy phá. Ờ, nhớ đó. Cứ chờ Đăng đi, rồi Yến sẽ thấy. Điên. Trời ơi, bữa nay mày đặt sức mạnh ảo tưởng nữa. Dạ thưa cô, con đã điều tra được, Diễm Quỳnh là tên giả của cổ. Ngoài ra cổ cũng không có gia đình nào hết. Diễm Quỳnh, rốt cuộc cô là ai? Cô thay tên đổi họ trà trộn vào đây nhằm mục đích gì? Mà cho dù mục đích gì đi nữa, rồi tôi sẽ sớm lột được bộ mặt của cô thôi. Alo, tôi nghe nè chú Tư. Cô chủ, có công an tên là Hoài Bảo đến nhà để tìm cô chủ. Công an tới tìm anh Hoa? Họ có nói về chuyện gì không? Dạ tôi cũng không rõ nữa. Thôi được rồi, tôi về ngay. Tôi được báo khu vực mình vừa xảy ra vụ cướp, mà anh lại là nạn nhân, nên tôi tới đây để hỏi thăm anh. Cảm ơn anh đã cất công tới đây. Đúng là tôi vừa mới xảy ra chuyện, nhưng vì tôi không mất tài sản cho nên tôi không báo án. Bị cướp mà không mất tài sản gì? Mọi thứ tài sản của tôi vẫn còn nguyên. Lạ thật, tình hình an ninh trật tự khu vực này gần đây rất tốt mà, bây giờ lại xảy ra vụ cướp như vậy. Mà anh lại không mất gì. Anh thấy có điều gì khả nghi không? Không, thực sự thì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thời gian gần đây anh có đụng chạm hay có gây thù chú quán với ai không? Cái này chắc là không. Anh nghĩ kỹ lại xem, tới nỗi anh bị đánh thuốc mê, chắc hẳn trên đó có mục đích gì với anh, bắt cóc chẳng hạn. Anh có nghi ngờ ai không? Thực sự tôi không nghĩ ra được ai. À, cho tôi hỏi ngoài lề một chút, anh biết lái xe mô tô chứ? Sao tự nhiên anh lại hỏi tới chuyện này? À, không có gì, tôi chỉ đặt nghi vấn chung quanh vụ cướp này thôi. Không chừng những lời cung cấp của anh sẽ giúp chúng tôi điều tra ra được điều gì đó. À, chào hai anh. Chào cô. Vì chút chuyện của chồng tôi mà làm phiền tới hai anh thiệt là ngại quá. Nhưng tôi nghĩ chắc đây chỉ là một vụ cướp bình thường thôi. Ờ, không tới nỗi là ân oán thù hằn gì đâu. Bảo vệ an toàn cho người dân, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Nếu được anh Hòa cung cấp thêm thông tin
thì sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng bắt được bọn cướp. Anh cũng thấy rồi đó, chồng tôi không có thương tích gì trên người hết. Nếu có kẻ nào hại anh Hòa thì liệu anh có được an toàn không? Chắc đây chỉ là vụ cướp bình thường thôi. Có thể lúc đó có người phát hiện kịp thời nên bọn cướp không kịp lấy gì. Cô cho tôi hỏi, tại sao cô lại cố dành để mà mua cho được căn nhà quan đó? Đó là căn nhà liên quan tới vụ cướp năm đó, chắc cô còn nhớ chứ? Không xong rồi, anh Hòa đang có mặt ở đây, không thể để anh biết vụ án năm đó được. Tôi biết chứ, nhưng chuyện làm ăn kinh doanh anh không hiểu được đâu. Nếu anh biết được miếng đất đó là khu đất vàng trong tương lai thì anh có muốn có được nó không? Vì chuyện này mà công ty Phương Hòa và Hoàng Cầu luôn tranh chấp nhau, có phải không? Đúng vậy, những chuyện cạnh tranh trên thương trường cũng không có gì lạ hết. Có khi vì chuyện này mà anh Hòa trở thành nạn nhân như vừa rồi, có phải vậy không? Tôi nghĩ chuyện này thì lại càng không thể. Nếu như Hoàng Cầu muốn tôi bỏ cuộc trong cái chuyện tranh giành miếng đất đó thì tôi phải nhận được thư đe dọa hay là một thứ gì đó chứ. Đằng này thì hoàn toàn không có gì hết. Cô nghĩ vụ cướp này đơn giản như vậy sao? Tính mạng của chồng tôi, tôi phải là người lo lắng nhất chứ. Nếu có gì đe dọa tới tính mạng ảnh thì tôi sẽ nhờ các anh công an điều tra để bảo vệ cho ảnh. Đằng này rõ ràng nói chuyện nãy giờ bao nhiêu khả nghi cũng bị bác bỏ hết. Tôi cũng mong là chuyện này đơn giản như vậy. À, dạo này cô có hay gặp Đăng không? Dạ cũng có. Biết được hoàn cảnh của thằng bé, tôi thấy tội quá nên cũng đang giúp đỡ nó. Nếu được cô giúp đỡ, không chừng Đăng sẽ tốt hơn. Tất cả là nhờ cô. Đây là việc tôi nên làm mà. Nếu như không còn gì nữa thì tôi xin phép. Lát nữa tôi và anh Hòa cũng có một cuộc họp quan trọng. Mình nói về vụ án mà ông Hòa vẫn điềm tĩnh như vậy, có vẻ ông ấy không biết gì về chuyện đó. Nhưng hình xăm trên vai ông ta thì sao? Còn chuyện bà Phương nhất quyết mua cho bằng được căn nhà quan, lý do thật sự của bà ấy là gì vậy? Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Dạ. Em ngồi xuống đây đi, anh có chuyện muốn nói. Vậy vụ cướp năm xưa là sao? Em có liên quan gì tới chuyện đó? Chuyện đó rất đau lòng, em muốn mãi mãi quên đi nên trước giờ không nhắc gì với anh. Vậy cậu Đăng, cậu ta là ai? Cậu ta là nạn nhân còn sống trong vụ cướp năm đó. Sắp tới đây cậu ta sẽ vào làm tại công ty của mình, rồi anh sẽ gặp cậu ấy thôi mà. Sao lâu nay anh không nghe em nhắc gì tới chuyện này vậy? Tại sao em lại giấu anh vậy Phương? Chuyện dài dòng phức tạp lắm, để từ từ em sẽ kể anh nghe. Điều tra tới tận đây luôn rồi, không lẽ công an biết gì rồi sao? Quỳnh nói những lời đó là để từ chối mình hay sao? Mình còn chưa tỏ tình nữa mà, tại sao Quỳnh lại muốn đẩy mình về phía Yến? Cậu nói cậu không phải người bình thường là sao vậy? Thật không thể nào hiểu được cậu nói cái gì. Chắc là đang sốt nên nói sản thôi. Chú, cậu thiết kế nhà hàng như vậy là được đó, đúng như lời Hạnh quảng cáo ha. Sao vậy? Dạ không có gì.
Con nhìn chú, con thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Gương mặt của tôi chuẩn sói ca, người ta phẫu thuật thẩm mỹ giống tôi nhiều lắm, cho nên gương mặt của tôi là chuẩn. Phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt, có khi nào... Con chào chú, anh Nam. Hả? Anh nghỉ tay uống ly nước cam này nha. Chà, chăm sóc dữ quá ha, chú có được miếng nào không? Thôi chú, có gì Thành của con lo rồi, cái này của anh Nam. Có tình yêu thấy khác ha. Thôi được rồi, tôi trả lại sự riêng tư cho hai người. Con cảm ơn chú. Mới trả lại sự tự do, cái cảm ơn liền. Đi nha. Hình như ba em từng phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Đúng. Mà sao anh biết hay vậy? Em từng kể với anh ba của em bị tai nạn, bị phỏng nguyên gương mặt, cho nên anh đoán ít nhiều cũng phải phẫu thuật thẩm mỹ mới không để lại vết sẹo. Anh đoán đúng rồi đó. Mẹ mà, cụ thể chuyện đó ra sao? Em có thể kể cho anh nghe được không? Em cũng chỉ nghe mẹ em kể lại thôi. 22 năm trước, ba em bị tai nạn, phỏng hết cả gương mặt, nên phải ra nước ngoài phẫu thuật. Cũng do chính vụ tai nạn đó mà ba em mất hết trí nhớ. Bao nhiêu năm nay ba em dùng đủ cách điều trị, nhưng mà cũng không có ăn thua gì hết. Vậy là chuyện trước kia, cách đây 22 năm về trước, ông ấy không còn nhớ gì hết, dù chỉ một chút thôi sao? Hình như là như vậy á. Vậy chuyện quá khứ của ba em có biết gì không? Dạ không, em có hỏi mẹ mà mẹ không có chịu nói. Mẹ còn dặn em á là đừng có nhắc tới chuyện cũ, vì sợ ba nghe được ba ám ảnh vụ tai nạn. Mỗi lần vậy á, ba em bị đau đầu dữ dội lắm. Với lại mẹ em nói là chuyện cũ toàn là những chuyện không vui, cho nên không có cho nhắc lại. Ba em mà có hỏi thì mẹ cũng im lặng. Không ngờ tổng giám đốc lại có nhiều bí ẩn, mình lại càng không thể ngờ ông ấy có nhiều điểm giống ba mình tới vậy. Anh Nam. Hả? Anh sao vậy? Anh bệnh hả? Không có gì. Thôi anh làm gì tiếp đây. Anh uống miếng nước đi. Cảm ơn em. Hình xăm giống y như thằng Phi Long, lại còn phẫu thuật gương mặt. Nói vậy có khả năng Đình Hòa thật sự là Phi Long. Bà Phương có quen biết với thằng Long, nếu bà có che giấu thân phận thật của thằng Long thì cũng có thể hiểu được. Mình nhất định phải điều tra ra chân tướng sự thật chuyện này. Cứ mỗi lần nhìn ông ấy, mình lại nhớ tới ba. Alo. Tôi nghe đây. Tôi đồng ý với lời đề nghị của ông. Tôi sẽ vào làm việc tại Phương Hoa. Cậu nói thật sao? Thật. Tại vì tôi cũng rất quý mến ông, nên tôi muốn làm việc cho ông. Chắc chắn còn cơ hội đúng không? Tất nhiên rồi. Sáng mai đến công ty gặp tôi. Tôi biết rồi. Thank you.
có chuyện gì vậy con? Con nhận lời vô công ty Phương Hoa làm rồi. Thiệt vậy hả? Ừ. Con suy nghĩ kỹ chưa? Con làm ở đó rồi sẽ có thu nhập ổn định hơn. Sau này mẹ không phải làm vất vả hay làm ngày làm đêm để trả nợ cho thằng Đăng. Con sẽ lo chuyện đó. Nhưng còn ước mơ vẽ của con thì sao? Một lúc nào đó con sẽ thực hiện nó sau. Giờ là lúc mình cần phải ưu tiên chuyện khác. Dù con làm gì, quyết định như thế nào thì mẹ cũng ủng hộ con. Mẹ chỉ mong con vui vẻ với công việc của mình. Con sẽ vui vẻ mà. Mẹ con của mình sẽ được hạnh phúc. Ôi sao hôm nay nhìn anh Đăng đẹp trai quá à. Nhìn mà chịu không có nổi luôn á. Chỉ đơn giản là đẹp trai thôi sao? Trời ơi, ngoài đẹp trai ra còn giỏi ơi là giỏi nữa. Xin lỗi, giỏi chịu không có nổi. Đúng là sinh ra chỉ để làm giám đốc mà thôi. Vậy hả? Vậy anh với thằng Nam ai giỏi hơn? Trời đất ơi, anh hỏi một câu hỏi mà dễ trả lời muốn chết luôn à. Đối với anh Đăng á, thì Nam còn thua xa. Nam làm sao có cửa với anh Đăng? Tài năng của Nam á, còn phải chạy hàng dài thì mới bằng Đăng được. Mà suốt cuộc đời cũng không bằng Đăng đâu. Đúng không anh Đăng? Anh Đăng của em. Đời này á, em đã dành cho anh rồi đó nha. Ráng mà chịu trách nhiệm đi đó. Vậy thì tôi phải coi thành ý của người ta làm sao? Khỏi coi. Ngân sợ. Mẹ làm con hết hồn đó mẹ. Ngân hết hồn. Cái này của Ngân. Ở thế này của mẹ. Của Ngân mà. Đẹp, đẹp quá. Vàng, vàng, vàng thôi, đeo. Thôi, con có đeo mấy cái này đâu. Vàng giả ai mà đeo. Giả đâu, đeo đẹp. Thôi này này, bây giờ vậy. Con có đeo mấy vàng này. Mẹ cứ giữ cất, cất kỹ, coi chừng mất nha. Bây giờ con phải đi làm. Cơm á, con muôn để đằng sau nhà rồi. Có ăn á, mẹ xuống sau lấy nha. Vậy con đi làm nha. Đi làm, đi làm. Nhớ đó. Đi làm, nhớ rồi. Coi chừng mất vàng á. Đeo, đeo, đeo. To, đẹp, sang. Và đây sẽ là nơi mà thằng Đăng Lì này tỏa sáng. Ủa? Yến? Đón tôi đúng không? Nếu mà tôi biết Yến thích cái phong thái này á, tôi đã đi làm từ sớm rồi. Nam. Ừ? Này đẹp trai quá à. Làm sao ta? Đã không ưa mà gặp nhau hoài vậy? Ủa? Sao có mặt ở đây? Tao mới là cái thằng phải hỏi mày câu đó đó. Tại sao mày ở đây? Nè, hai người có thôi đi không? Ở đây là công ty, dù sao cũng là đồng nghiệp, có thể bỏ cái chuyện cũ qua được không? Yến kêu nó trả lại gia đình cho tôi đi. Tôi bỏ hết chuyện cũ cho. Đăng, ông bắt đầu đi làm rồi. Nếu có chuyện gì phạm lỗi á, là ông sẽ bị xử theo quy định của công ty đó. Chắc thằng này sợ. Tôi tưởng ông đi làm rồi, ông sẽ thay đổi chứ. Sao? Nam, Nam quyết định đúng rồi đó. Vô làm ở Phương Hòa thì tài năng của Nam sẽ ngày càng tỏa sáng hơn. Đặc biệt là ngày nào Nam cũng sẽ nhìn thấy tôi. Đặc biệt là ngày nào cũng gặp tôi nè. Làm gì có giá lắm vậy? Thì sao? Sao? Quỳnh. Không phải em nói là em nghỉ dài hạn hả? Lịch trình có chút thay đổi nên em đi làm sớm. Chị không quan ngân em hả? Không có. Chị mới là người cảm thấy vui chứ. Lần này em có công rất là lớn khi thuyết phục được Nam về công ty á nha. Chuyện này đâu có liên quan gì tới em đâu. Đúng vậy. Do đích thân tổng giám đốc mời tôi về đây làm. Wow. Còn thằng này á, được chủ tịch mời đến đây làm.
Không phải chỉ có một mình thằng Nam được ưu ái đâu ha. Rất vui khi cô quay trở lại. Thôi em vô làm gì. Ừ Nam, mình đi thôi. Đi. Ê, thằng này tàng hình hả? Tôi không có đuôi. Vậy có đi không? Quẹo phải. Quẹo phải. Đi thẳng quẹo trái. Cái ghế số 2 là của ông đó. Ghế ông đó. Ngồi đi. Đây, đây sẽ là bàn làm việc của Nam. Tôi lau sạch sẽ cho Nam rồi đó. Cảm ơn Yến nhiều nha. Có gì đâu khách sáo. Từ nay tụi mình là đồng nghiệp với nhau rồi. Chào đồng nghiệp mới. Chắc phải nhờ người cũ giúp đỡ nhiều. Ừ, tất nhiên. Sau này có cần gì thì Yến sẽ giúp đỡ cho Nam cho. À, thôi bây giờ Nam qua chào tổng giám đốc nha. Để Yến dẫn đi nha. Thôi được rồi. Nam có qua đó mấy lần, tự đi được. Cũng được. Vậy phải cẩn thận nha. Cố lên. Trời gì kỳ vậy? Kỳ gì mà kỳ? Đi chỗ khác. Ủa mày làm gì xuất hiện ở đây đây? Nói gì kỳ vậy? Tôi tới để nhận chỗ ngồi. Tại sao Yến đưa thằng Nam Yến vào chỉ chỗ, còn tôi thì không? Chỗ ông không phải ở đây. Nà, Yến phải nên hiểu. Tôi được chủ tịch mời đến đây, còn thằng Nam được tổng giám đốc mời. Chủ tịch luôn lớn hơn tổng giám đốc, và chức tôi phải lớn hơn nó, hiểu chưa? Yến phải ghi nhớ điều này. Trời ơi, chưa gì la làng la lửa lên rồi. Đi làm công ty thì bớt tính nóng nảy lại đi. Ý tôi nói là phòng thiết kế không phải chỗ của ông. Phòng của ông nằm ở bên kia kìa. Ủa, vậy là tính ra là không phải là chỗ tôi ngồi đây. Mà tôi ngồi ở phòng khác. Chủ tịch giao nhiệm vụ cho ông là giám sát nhân sự ở phòng bên kia. Ủa mà cái chức đó thì tôi phải làm gì trong đó? Không biết đi làm chi vậy? Giám sát nhân sự á là theo dõi tiến độ làm việc của nhân viên, là chấm công cho nhân viên đó. Còn cái gì cần thắc mắc thì cứ hỏi tôi. À, vậy có nghĩa là làm sếp đúng không? Được rồi, sau này tôi không biết tôi sẽ hỏi Yến. Sau này Yến có gặp khó khăn ở đâu á, nói đi, anh đang chiêu cố cho. Sợ quá à. Nhớ đó. Bớt phiền. Ê, tôi đi về phòng làm giám sát nhân sự. Ha, quên. Mời. Mong là ông tu chí làm việc. Con đã sắp xếp cho cậu ta một công việc như ý cô muốn rồi. Ừ, tôi biết rồi. Nhưng thưa cô, với một người không có năng lực như cậu ta, sắp xếp một vị trí như vậy, con sợ làm hư việc của cô. Đó chỉ là một chức vụ hữu danh vô thực thôi. Toàn bộ công việc của cậu ta sẽ có người khác làm. Trước mắt là như vậy, để cho nó không có bất mãn mà làm loạn. Dạ, con hiểu ý cô rồi. Tôi còn muốn cho nó một chức vụ cao hơn nữa. Bởi vì đi cùng với đó là trách nhiệm. Để sau này nó thấy khó mà tự rút lui, lúc đó nó không có lấy gì để mà trách tôi được nữa. Dạ. Việc bây giờ là làm sao hạn chế hết mức có thể, không cho thằng Đăng gặp anh Hòa. Cô thư ký xinh đẹp tài giỏi của tôi, chào mừng cô đã quay lại. Xin cảm ơn sếp đã quá khen. Và vô cùng cảm ơn sếp đã luôn ưu ái cho tôi. Vì cô là người có tài mà. Hơn nữa tôi đã nói với cô rồi, gặp cô lúc nào cũng có một cái cảm giác rất là thân quen. À, chuyện nhà cô đã giải quyết tới đâu rồi? Dạ, thật ra tôi... Dạ, tôi xin lỗi. Tôi cũng định báo với cô một tin vui, là Duy Nam chính thức đi làm từ ngày hôm nay. Kể từ ngày hôm nay, tôi đã có 2 nhân tài hỗ trợ. Không có một công ty nào sẽ là đối thủ của tôi nữa. Dạ, tôi sẽ cố gắng không phụ lòng sếp à. Nếu vậy thì tôi nhờ cô giúp cho Nam nắm bắt dự án mới, thiết kế dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái. Vì cô cũng đi họp với đối tác nên hiểu dự án này. Dạ sếp. Tôi biết á, là cô cũng rất nhiều việc. Nhưng mà trong thời gian này á, cô chịu khó giúp tôi ha. Vì đây là mảng mới. Đợi mọi thứ vào guồng á, thì cô chỉ làm đúng công việc của trợ lý mà thôi. Tôi cũng đã nói với phòng nhân sự tuyển thêm người phụ cho Nam. Phòng thiết kế sẽ cho Nam phụ trách. Nam à, cậu có toàn quyền tuyển thêm người mà cậu thích. Dạ, cảm ơn sếp đã ưu ái cho tôi.
tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng của sếp. Tôi cũng rất mong là nơi này sẽ là nơi cầu tỏa sáng, hợp tác vui vẻ. Dạ, cảm ơn sếp. Dự án lần trước của công ty chỉ là một dự án nhỏ nhằm chứng minh năng lực của anh thôi. Dự án này mới là dự án công ty muốn nhắm tới, là một khu du lịch miền Tây nghiêng về sông nước và thiên nhiên. Đối tượng khách hàng mà công ty nhắm tới là tất cả mọi người, từ gia đình, cặp đôi cho đến nhóm bạn. Anh hiểu những gì tôi nói chứ? Anh có thắc mắc gì không? Bà nè, cô đã khỏe hẳn chưa mà đi làm vậy? Anh có hiểu những gì tôi nói nãy giờ không vậy? Nếu không hiểu thì anh cứ hỏi tôi. Còn chuyện cá nhân của tôi thì anh đừng quan tâm. Tôi với anh chỉ là đồng nghiệp như bao nhiêu người khác thôi. Tôi... Anh cứ coi đi, có gì thắc mắc thì nói tôi. Tôi đi trước nha. Cô né tránh tôi đúng không? Tôi đã nhớ chuyện đêm hôm đó, cùng nụ hôn mãnh liệt đó. Tôi luôn tự hỏi lòng, tại sao cô lại hôn tôi? Cô có tình cảm với tôi đúng không? Tôi không có. Anh hiểu lầm rồi đó. Anh quên nó đi. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Mình không tin là mình cảm nhận sai, nhưng vì sao cô lại né tránh mình? Chị có cần tôi giúp gì không? Dạ không, cậu là khách mà, cậu cứ ngồi chơi đi. Dù sao thì tôi ở không cũng buồn tay buồn chân, với lại tôi cũng từng là đầu bếp mà. Anh chị hai đi làm rồi hả? Dạ, hai người đi làm từ hồi sớm rồi. Dạo này bận rộn lắm à. Chị ở đây chắc cũng lâu rồi hả? Dạ, cũng lâu rồi. Hèn gì tôi thấy anh chị Phương tin tưởng chị quá trời. Tên này không biết muốn dò la gì đây á. Mấy nay tôi ở đây tôi không thấy bạn bè của anh chị Phương tới chơi. Bộ họ ít bạn bè lắm hả? Ai cũng bận rộn mà. Chỉ có những người vô công rỗi nghề mới ham chơi thôi. Thôi chị nấu tiếp đi. Hắn ta hỏi gì vậy? Dạ, hắn hỏi về bạn bè ông bà chủ đó. Hình như là hắn đang tò mò về cái chuyện gì đó. Sau này chị phải cẩn thận hơn. Ừ. Bất kể nói với hắn ta điều gì, chị cũng phải cẩn thận trong lời nói. Dạ, tôi biết rồi. Mới hỏi có chút chuyện mà đã đề phòng mình rồi. Tính ra có thể lý lịch của hai người này cũng không đơn giản. Em cứ về trước đi, có gì chị sẽ liên lạc sau. Dạ. Người tiếp theo. Em đã từng làm ở đâu rồi? Dạ, em mới chỉ làm ở một nhà hàng gần đây thôi chị. Nhưng em hứa sẽ làm việc chăm chỉ. Chị cũng chỉ cần người nhanh nhẹn và thật thà. Biết làm một chút là được. Có gì chị sẽ chỉ thêm. Thôi em về đi, có gì chị sẽ liên lạc sớm ha. Dạ em cảm ơn chị. Ủa anh, sao hôm nay anh tới trễ vậy? Anh tính phụ chị Tư nấu ăn sáng cho cả nhà, nhưng mà chị ấy nấu rồi, toàn là mấy món anh Hòa thích thôi. Coi bộ anh Hòa được lòng mọi người quá em ha. Đúng rồi, ảnh sống đàng hoàng, với lại cũng biết cư xử lắm. Chứng tỏ chị của em là một người tài giỏi lắm mới lấy được anh Hòa. Chị của em mà. Em cũng không rõ nữa.
Chỉ biết là anh Hòa với chị quen nhau khi hai người hợp tác làm ăn. Gương mặt bây giờ của anh rể em không phải là gương mặt ngày xưa. Anh rể em bị tai nạn xong rồi mất trí nhớ và phẫu thuật gương mặt. Nhưng mà em cũng thắc mắc là gương mặt lúc trước như thế nào ta. Vì cái bữa đám cưới là nói là trùng với lịch thi của em nên không có kêu em về, mà cũng không có hình lúc trước nữa. Ông Hòa có hình xong giống Phi Long, bà Phương lại khó chịu, muốn che đậy quá khứ của ông Hòa. Bà giúp việc và chú Tư lại cẩn trọng bảo vệ thông tin mà bà Phương muốn che giấu. Những cái đó mình không tin ông Hòa là Phi Long cũng không được. Mày cao tay thiệt đó Long. Bao nhiêu năm nay tao phải sống chui sống nhủi đất khách quê người, còn mày lại sống sung sướng với vợ đẹp con ngoan. Có khi nào bệnh mất trí của mày cũng là giả để che mắt mọi người không? Tao không tin là tao không điều tra được. Anh ơi, em... Anh à. Anh nghĩ gì vậy? À, anh đang nghĩ coi anh phải làm như thế nào để trở thành một người chồng hoàn hảo giống như là anh Hòa, anh rể của em. Anh không cần làm gì hết, chính anh thôi cũng là hoàn hảo rồi. À, em tìm đủ nhân viên chưa vậy? Em chấm được vài người, anh xem đi. Tự nhiên em mời tôi đi ăn, tôi bất ngờ lắm luôn á. Dù sao á, tôi cũng cảm ơn Yến đã giúp tôi có việc làm. Là do ông có tài thôi. Với lại á, đây là đích thân tổng giám đốc mời ông vô công ty. Công nhận tôi nể ông thiệt luôn á. May mắn thôi, đúng ngày bản thiết kế tổng giám đốc thích và khách hàng đã chọn. Do Nam khiêm tốn quá thôi. Nói nghe nè, tôi thấy hơi lạ nha. Trước giờ rất nhiều người thuyết phục ông vô công ty làm full time, ông đâu có chịu đâu, mà sao nhận lời vậy? Không biết tại sao nữa, tự dưng tôi có cảm giác quý mến tổng giám đốc. Chắc tại vì ông ấy có nhiều nét giống ba tôi. Với lại tôi cũng cảm thấy ông quý mến tài năng của tôi và xem trọng mình, cho nên mình có cảm tình. Thôi kệ, bất kể lý do gì chăng nữa thì ông vào chung công ty với tôi là vui lắm rồi. Ở đây á, ông có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện hết tài năng của mình. Đây, ăn cái này đi, cho có sức sáng tạo nha. Ăn nhiều vô. Cảm ơn Nghĩ nhiều nha. Tôi cũng muốn ăn nữa. Trời, ủa gì vậy trời, sao đi theo hoài vậy? Nè, quán ăn này gần ở công ty, ai muốn tới ăn cũng được. Còn cái chuyện ai theo ai á, thì chưa biết à nghe. Thích ăn quá thì đi chỗ khác ăn, mắc mấy gì ngồi ở đây. Tôi thích ngồi ở đây. Được, bàn trọng mà, cậu cứ ngồi đi. Tao ngồi ở đâu là quyền của tao, không phải chuyện của mày. Hả? À, miếng sườn này ngon nè. Ê, 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 này, gì? Để tôi ăn. Cái này là của Nam mà. Ở sao? Không sao đâu, có gì mình gọi thêm món mới. Nè, ăn tiếp đi Nam, ăn hết luôn đi, còn nhiều lắm. Đồ vô duyên. Nhìn ghê quá vậy, không lẽ đang thích Yến sao? Ủa Quỳnh, bà đi ăn trưa với tôi không? À, tôi có nhờ Yến mua cho tôi rồi. Thôi bà đi ăn đi nha. À, vậy tôi đi trước nha. Ừ. Sao cô lại đi? Dạ, tôi vào đưa hồ sơ trình ký với sếp, mà không thấy sếp ở trong này. Cô cứ để nó đi, một lát tôi ký. Dạ. Dạ tôi xin phép. Con đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì ba? Hôm nay Duy Nam đã chính thức vào công ty làm việc rồi đó. Ba vui lắm. Duy Nam giỏi như vậy, ba lại có thêm một trợ thủ đắc lực nữa rồi đó. Ba nói vậy đúng rồi đó. Người giỏi như anh Nam á mà không được sử dụng đúng nơi đúng chỗ là uổng phí tài năng lắm á. Dạ, vậy thôi nha ba. Chuyện vui như vậy là phải ăn mừng mới được.
nghe nè. À, em muốn chúc mừng anh ngày đầu đi làm ở công ty. Anh đi ăn với em nha. Bữa nay anh chỉ muốn về nhà ăn với mẹ cho mẹ vui. Hẹn em lúc khác nha. Ờ, vậy hẹn anh bữa khác. Chào em. Hiếm lắm mới có cơ hội. Ừ ha, qua thẳng nhà ảnh rồi nấu ăn luôn. Rồi mình lấy lòng mẹ anh cũng được mà. Cốt. Dạ. Có gì không con? Con tính qua nhà bạn để nấu ăn á. Ừ. Mình nấu món gì ăn được hả cô? Ờ, tụi con còn trẻ, hãy nấu món BBQ là thích hợp nhất đó. Vừa nướng lại vừa nói chuyện. Có bạn con, nhưng mà cũng có người lớn nữa. Ủa, có người lớn nữa hả? Dạ. Vậy thì con hãy nấu cái món bổ dưỡng đi. Bổ dưỡng? Như là bào ngư nè, di cá nè, tốt cho sức khỏe đó. Con thấy nó cấn cấn sao á. Cô có chắc á, là người lớn ai cũng thích mấy món đó không? Cũng tùy người à. Mà khó thiệt á. Nếu mà biết sở thích của họ đó thì mình nấu dễ hơn. À, hay là bây giờ con nhờ thêm tư vấn của chú Bách. Tại vì chú Bách là đầu bếp mà, chắc chắn là sẽ biết được tâm lý của khách hàng. Con á, nói chuyện với chú Bách bình thường thôi nha. Hãy cẩn thận với chú đó đó. Ủa, sao vậy cô? Hôm trước á, chú Bách có hỏi về ông chủ. Hỏi về ba con hả? Ừ. Ủa mà hỏi về ba con chuyện gì? Hỏi bạn ông chủ có ai tới nhà chơi không. Nói chung là mình chưa biết rõ về người ta, đừng thân thiết quá nha con. Ờ, dạ con biết rồi. Sao kỳ vậy ta? Gần đây ai cũng hỏi về ba. Hết anh Đạt, tới anh Nam, rồi giờ tới chú Bách nữa. Ôi nè. Ừ? Có chuyện gì nữa đây? Mày muốn kiếm chuyện tao đúng không? Cậu nói gì vậy? Chứ tại sao tao vừa quyết định đi làm thì mày cũng xin việc ở đây. Mày không cố tình chứ lại gì? Tôi cũng rất bất ngờ khi cậu chuyện đi làm. Lúc nào tôi cũng mong cuộc sống của cậu tốt hơn. Vậy thì lý do gì mà tôi lại gây khó dễ cho cậu? Ở công ty này, người quen của tao là bà Phương đó, là chủ tịch luôn đó. Chức vụ tao cao hơn mày. Sau này mày có làm cái gì á, tao sẽ giám sát mày á. Tôi đã chấp nhận vào công ty làm là chấp nhận báo cáo với lại cấp trên, nên chuyện cậu giám sát hay không cũng không thành vấn đề. Ừ. Mày cứ chờ đó mà coi. Sau này mày làm việc gì cũng phải cẩn thận, chỉnh chu. Nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nếu như tôi làm sai trong công việc thì cậu có gì nhắc nhở. Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể hòa thuận, bỏ đi những chuyện hận thù trước đây, tránh ảnh hưởng tới công ty. Mày đừng có lo, tao công tư phân minh lắm. Được gì thì tốt. Ê, mày tránh xa Yến ra. Mày không xứng đáng với Yến đâu. Mày biết ba Yến là công an không? Và Yến xứng đáng với người chồng tốt hơn, là con của kẻ tội phạm. Tôi vốn dĩ không có ý gì với Yến. Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt, mãi mãi là như vậy. Nếu cậu thích thì cứ việc đến với Yến tự nhiên. Chắc không? Tôi cũng đang để ý người con gái khác rồi, cho nên tôi rất hiểu tâm lý của cậu. Chỉ cần nhìn qua thái độ của cậu là tôi có thể biết được tình cảm của cậu dành cho Yến như thế nào mà. Đúng rồi, tao thích Yến đó. Biết điều á thì tránh xa, thiệt xa Yến ra. Đó mà tỏ tình với cờ rết cờ rít của mày đi. Chuyện của tôi tự biết lo liệu. Cậu đã hiểu được rồi thì từ nay không cần đề phòng tôi đâu. Nè, người mày cờ rết cờ rít gì đó, có phải là Quỳnh không? Làm gì có. Nè, cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Có việc thích người khác cũng không dám thừa nhận nữa thì làm sao xứng đáng làm đàn ông. Có ngày mất đi á, rồi ở đó mà hối tiếc. Nhớ những gì tao nói. Dạ, con chào cô. Chào con mới tới hả? Tiếc quá, thằng Nam nó đi làm chưa có về. À, con biết mà. Hôm nay anh đi làm ở công ty của ba con. Con cố tình đến đây để thăm cô. Với lại con cũng có chuẩn bị đồ ăn để chúc mừng nữa. Cái này cô không dám nhận đâu. Không có gì đâu cô. Con chuẩn bị để chúc mừng anh Nam ngày đầu tiên đi làm mà.
Cô cho phép con xuống bếp để chuẩn bị nha. Con là tiểu thư, làm sao mà làm mấy việc này được? Thật ra mấy cái chuyện này con còn dở lắm. Con vẫn luôn muốn học hỏi thêm để sau này còn lấy chồng nữa. Cho nên là có gì cô dạy thêm cho con nha cô. Thôi được rồi, con xuống đây với cô. Dạ. Cô Nhung mới gọi cho tôi mời tôi qua ăn tiệc mừng của ông đó. Cô có nói với ông chưa? Ừ, tôi có nghe mẹ nói. Nhờ có ông quyết định sáng suốt cho nên tôi mới được ăn món ngon của cô Nhung nấu. Cảm ơn ông nha. Đâu có gì đâu. Một lần nữa chúc mừng Nam. Quỳnh, tối nay cô có rảnh không? Tới nhà của tôi ăn tiệc. Đúng rồi đó, nhờ có em mà Nam mới chịu vô công ty làm, cho nên bữa tiệc này phải có em mới vui, đúng không Nam? Đi làm thôi mà ăn mừng dữ vậy sao? Nè, ông nữa hả? Tính gây chuyện hả? Tôi có làm gì đâu. Kệ đi Nam, mình đi. Khoan. Cậu muốn gì nữa đây? Muốn gì là quyền của tao. Làm gì vậy? Đáng. Kiểm tra coi mày có lấy đồ công ty về không? Nè, ông quá đáng lắm rồi đó. Quá đáng là quá đáng làm sao? Tôi cũng đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Chuyện gì vậy? Không biết. Giám luôn. Sát nhân viên công ty. Coi cậu chắc ta có đem đồ vậy? Công ty về hay không? Con của tội phạm cướp của giết người á, thì làm sao mà tin tưởng được? Đúng không mọi người? Con của tội phạm cướp của giết người mà. Làm sao tin tưởng trong công ty? Ông tính làm nhục Nam đúng không? Đồ hèn. Nè, nói ai hèn? Chỉ có mấy người hèn mới làm ra những trò bỉ ổi như vậy. Tôi nhắc thêm một lần cho ông nhớ, Nam á là một người tài năng, đàng hoàng. Chính tổng giám đốc mời Nam vô công ty làm. Dù sao Nam cũng đang làm việc rất tốt. Tôi thừa nhận năng lực của anh Nam ở đây. Còn chuyện cá nhân, không nên nói như vậy nếu cậu là người quân tử. Con của tội phạm á, thì tôi nói là con của tội phạm. Sao? Thích nó hả? Cô bao che nó hả? Tôi chỉ muốn tất cả mọi người trong công ty này biết mọi người đang bị nó lừa rồi. Ê, không ngờ vậy luôn á. Nè, đang nói gì đó? Đi về đi. Nè, Yến u mê đến mức độ vậy hả? Nó đang gạt mọi người đó. Được rồi Yến, tôi quen chuyện này rồi, đừng cãi nhau nữa. Nam cứ nhịn vậy hoài thì ổng ngày càng làm tới đó. Thôi đi mà. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Dạ. Dạ, tổng giám đốc. Dạ, tại vì Đăng á đòi lục túi Nam, rồi còn nói này nói kia, cho nên là em mới cự cãi lại. Tôi chỉ sợ cậu ta lấy cấp độ của công ty đem về nhà của mình thôi. Cậu là người mới sao? Dạ. Cậu làm ở bộ phận nào? Tôi làm phòng nhân sự. Nhiệm vụ của tôi là giám sát nhân viên. Ai thì tôi không biết, nhưng mà riêng Duy Nam thì tôi khẳng định là sẽ không bao giờ có chuyện ăn cắp đâu. Với lại cậu không có cái quyền tra xét người khác như vậy. Cần thì trích xuất camera, cậu tự ý tra xét như vậy là phạm tội đó. Ai là người đã tuyển cậu vào? Dạ chủ tịch. Bây giờ cậu về đi. Lần sau cậu mà tái phạm chuyện này nữa, tôi chính thức sa thải cậu đó. Mỗi nhục này ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Tôi xin phép. Từ nay trở đi, nếu có ai làm khó cậu cứ báo với tôi. Dạ, tôi cảm ơn sếp. Nam ơi, đừng có buồn nha, đừng có để ý tới lời nói của Đăng. Không sao đâu. Thôi, hai người dẹn tiệc vui vẻ đi. Tối nay tôi có việc rồi, không đi được. Cảm ơn lời mời của hai người nha. Ủa, sao vậy Quỳnh? Thôi, mình về thôi Nam, cô Nhung đang chờ đó. Cô không nghĩ một cô tiểu thư nhà giàu như con mà biết nấu ăn đó. Dạ, tại con hay phụ cô giúp việc nấu ăn để phát đồ cho những người cơ nhỡ, cho nên con biết làm một chút mà. Cô đừng cười con nha. Như vậy là giỏi lắm rồi. Mai mốt con có đi nữa, nhớ rủ cô nha. Cô cũng muốn giúp một tay. Thiệt hả cô? Chắc chắn là con sẽ gọi cô. Con còn tưởng cô cho là con làm chuyện bao đồng nữa.
Không phải ai cũng có lòng thương người giống như con đâu. Cô, anh Nam, anh thích ăn món gì vậy cô? Nè, món gỏi này nè. Con cũng thích ăn món này nữa. Vậy hả? Thưa cô Nhung, con mới qua. Thưa mẹ, con mới về. Con Hạnh. Ủa Hạnh, em tới lâu chưa? Mà sao em lại có mặt ở đây vậy? Thì em qua đây nấu ăn để chúc mừng anh Nam nhân ngày đầu tiên đi làm nè. Bữa tiệc hôm nay là do Hạnh nấu đó con. Cảm ơn em. Anh đừng khách sáo với em như vậy. Cô Nhung, còn làm gì nữa không? Con phụ cho. Xong hết rồi, bây giờ mình ăn thôi con. Con ăn thử đi, coi Hạnh nấu có ngon không. Không tin được là những món này là Hạnh nấu luôn á. Bởi vì chị nghĩ á, một người cành vàng lá ngọc như em thì chắc chắn là có giúp việc nấu đúng không? Con ăn thử đi, đảm bảo sẽ bất ngờ. Dạ. Xin mời. Sao con, thấy làm sao? Cũng ngon thiệt. Chắc là nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cô Nhung đúng không? Bởi vì cô Nhung là người nấu ăn tuyệt vời nhất. Tôi cũng hay thường xuyên qua đây học cô nấu mà. Tôi nấu ăn cũng đâu có tệ, đúng không Nam? Đúng rồi, Yến nấu ăn cũng ngon lắm đó. Chị Yến cũng có tình cảm với anh Nam sao? Em nấu ăn ngon vậy là cũng nhờ cô Nhung chỉ dẫn. Sau này em còn nhiều dịp để học hỏi cô nữa mà. Cái gì? Qua đây nhiều lần hả? Ý chị là em sẽ qua nhờ cô Nhung chỉ nấu ăn nữa hả? Đúng rồi, thì em với cô bạn với nhau rồi. Sau này cô sẽ chỉ em nấu để đi từ thiện, nên con phải gặp cô nhiều hơn rồi đúng không cô? Thôi thôi, đứa nào muốn học thì cô chỉ hết. Quỳnh vẫn luôn tìm cách né tránh mình. Làm sao mới có thể khiến cô phải thừa nhận tình cảm của dành cho mình đi? Thôi, nè, đồ ăn nguội hết rồi, ăn đi mấy đứa. Dạ, con mời cô. Ăn đi con. Dạ, con mời cô. Ăn đi, ăn đi. Cảm ơn mọi người vì bữa tiệc hôm nay. Nè Nam, ăn đi Nam. Dạ thưa ba, con mới về. Con đi đâu mà về trễ vậy? Dạ con bên nhà cô Nhung mới về. Hôm nay ăn uống vui lắm. Hôm nay á, tụi con ăn mừng ngày đầu Nam vô công ty làm việc đó ba. Thằng Nam đồng ý vô công ty làm sao? Ba bất ngờ lắm đúng không? Còn cái bất ngờ hơn nữa nè. Hôm nay không những Nam lần đầu tiên vô công ty làm việc mà Đăng cũng vô công ty làm việc luôn á ba. Sao hai đứa này đột ngột quyết định như vậy? Nó đâu phải tính cách của tụi nó đâu. Nhưng mà cái con thấy bất ngờ và khó chịu nhất của ngày hôm nay, bà có biết chuyện gì không? Con gái rượu của tổng giám đốc dám tới nhà Nam nấu ăn cho Nam ăn, và còn lấy lòng cô Nhung nữa. Ủa, cô ta là cành vàng lá ngọc sắm kiếm mấy chàng hoàng tử nào đó mà xứng đôi dừa lưới với mình, sao cứ phải tia Nam hoài vậy? Nè, đến nước này có phải con có tình ý với Nam rồi đúng không? Con làm gì có. Không có hả? Không có sao nhìn bộ dạng con, gương mặt con thấy khó chịu chuyện cô gái con tổng giám đốc vậy? Tại con thích con nhỏ Hạnh thôi. Người ta làm gì mà con không thích? Nó hả? Con buồn ngủ rồi. Thôi con ngủ trước nha. Bye, ba ngủ ngon. Không ngờ thằng Đăng và Nam
lại vào làm cùng công ty do bà Phương làm chủ. Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Bên phía thằng Đạt thì muốn kiểm chứng hình xăm của Định Hòa. Tất cả mọi việc hình như có mối liên quan nào đó. Mà đó là gì? Tại sao mình không nghĩ ra được chứ? Ba của Nam có liên quan gì tới mình? Tại sao ký ức đó cứ hiện lên trong đầu của mình hoài vậy? Mày chỉ giả bộ mất trí để trốn truy nã đúng không? Ủa? Mày không nhận ra tao thiệt hả Long? Tao Hùng Cường nè. Giỡn với tao mấy ngày nay đủ rồi đó. Cậu nói cái gì lạ vậy cậu Bách? Mày đừng có giả bộ nữa. Phi Long. Phi Long. Phi Long là ai? Cậu nhầm người rồi đó. Tôi là Định Hòa, là anh rể của Thạnh. Thôi, mày đừng có giả bộ hoài. Mày yên tâm đi, tao sẽ không khai mày ra đâu Long. Tao chỉ phục mày. Mày trốn được 20 năm nay, sống trong giàu sang sung sướng. Tôi nói lại một lần nữa, tôi là Định Hòa. Cậu mà còn nói lung tung nữa, tôi sẽ nói với Thạnh đó. Anh bớt giận, em xin lỗi. Tại em thấy anh rất giống người bạn cũ của em, cho nên em nhìn nhầm thôi. Nếu em có nói gì lỡ lời, anh bỏ qua nha. Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại nói với tôi những điều này. Cậu còn nói cậu là Hùng Cường, còn Phi Long nữa. Phi Long, Hùng Cường, họ là những ai? Thiệt ra em có người quen bị mất tích mấy chục năm nay. Người đó trạc tuổi anh, nên em chỉ muốn thử xem anh có phải là người đó hay không thôi. Bộ tôi giống lắm sao? Cũng gần giống. Nếu sự thật là như vậy thì tôi mong là cậu sẽ sớm tìm được người bạn đó. Cảm ơn anh. Sao khuya rồi anh chưa ngủ nữa? Anh hay thức khuya như vậy lắm à? Tôi chưa ngủ được vì có quá nhiều chuyện để suy nghĩ. Còn cậu, nhà hàng mở tới đâu rồi? Cũng tạm tạm, xong bước đầu rồi anh. Ngày khai trương vợ chồng tôi chắc chắn ghé ủng hộ. Cảm ơn anh chị. Chuyện em hỏi anh đừng có nói cho ai biết nha. Cậu vừa mới nói gì? Không có gì. Em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi. Anh ngủ ngon. Chào chị. Sao giờ này anh còn ngồi đây? Không phải là sáng mai mình có cuộc họp quan trọng sao? Tại sao lại như vậy? Anh. Có nghe em nói gì không? Phương nè, trước đây anh có từng quen một người đàn ông nào tên là Phi Long không? Phi Long? Sao anh lại hỏi vậy? Anh cũng chỉ hỏi đại thôi à. Hỏi đại thật sao? Bộ em không tin anh sao? Không phải, chỉ là em hơi bất ngờ vì tự nhiên anh hỏi như vậy. Vì cái tên này rất lạ, lần đầu tiên em mới nghe. Thôi, tranh thủ đi ngủ đi, mai vô công ty còn nhiều việc lắm đó. Rồi, đi ngủ. Tại sao giờ nói chuyện với Bách xong thì anh lại hỏi cái tên này? Chuyện này có liên quan gì đến hắn không? Hay còn những người quen cũ nào khác muốn tìm tung tích của Phi Long? Anh lại tới đây nữa hả?
Anh xin lỗi em chuyện hôm trước. Lúc đó anh hơi mất bình tĩnh, cho nên lớn tiếng với em. Em không để tâm tới chuyện đó đâu. Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi. Những lời nói của em hôm trước hoàn toàn là hợp lý. Nếu như mà bây giờ em nhận ba, có khi lại bứt dây động rừng. Với lại, chỉ dựa vào hình xăm trên vai của Định Hòa, cũng chưa thể nào khẳng định nó có phải là Phi Long hay không. Hơn nữa, cái chuyện mất trí nhớ của ông ta không biết có thật hay không nữa. Và những vấn đề xảy ra trong 20 năm vừa rồi, nó cũng không có thỏa đáng. Anh nghĩ là phải điều tra cho kỹ trước khi em nhận lại ba. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Bây giờ muốn làm gì? Em đang cầm gì vậy? Đưa cho anh. Đây là viên thuốc mà Đình Hòa uống mỗi khi đau đầu. Ở trên nhãn thuốc thì ghi là thuốc an thần, nhưng mà em nghĩ là không đơn giản vậy. Em cứ yên tâm giao việc này cho anh. Anh sẽ kiểm tra xem đây là loại thuốc gì, sau đó sẽ trả lời cho em biết. Ừ. Anh lúc nào cũng giúp đỡ em nhiệt tình hết. Không biết lấy gì để cảm ơn anh. Tất cả những chuyện anh làm cho em, em đừng nghĩ là tình cảm cá nhân của anh, mà còn có lý do khác. Là anh muốn trả ơn. Trả ơn? Ừ. Anh còn nhớ chuyện cũ hả? Không bao giờ anh quên được những chuyện mà em đã làm cho anh. Chú ba, chú ba, sao không chờ ba con đi cùng vậy chú ba? Nghe chú ba nói nè, bây giờ con đi theo chú ba, rồi sau đó ba con sẽ đi tìm con nghe nhá. Không, con muốn đi theo ba à. Con ngoan nghe lời chú đi. Con không ngoan thì ba sẽ không đi tìm con đâu. Nhớ nghe không? Dạ. Con ăn bánh tiếp đi rồi mình đi. Dạ. Cái tiền chú Quán ơi. Rồi tới liền. Rồi, của em 50, cho em gửi. Thôi, cảm ơn ha. Ăn bánh đi. Dạ. Nè, ra dọn chén dĩa kìa. Dạ con. Nhanh lên. Chú bà. Dạ. Ê, thằng kia. Ai cho mày ăn vậy? Tại sáng giờ con đói quá. Đến giờ mới được ăn. Dạ. Dọn dẹp cho tao. Ừ, bé Ngọc. Con. Anh ơi. Hả? Em có cái bánh nè. Ăn đi anh. Không cho nó ăn. Anh kia. Anh làm gì vậy? Sao đối xử với con nít như vậy? Anh biết cái gì? Ba má nó thiếu nợ tôi rồi bỏ trốn. Tôi bắt nó làm để trừ nợ. Nó làm biến nên tôi không cho ăn. Anh mà cho nó ăn thì nó không làm cho tôi nữa. Mày á, đúng là cha nào con đó. Mày lì lợm. Ông không có được nói xấu ba tôi. Cãi tao hả? Cãi. Nè. Thôi đủ rồi. Ba má nó thiếu nợ anh. Cho dù bây giờ anh có đánh chết nó, ba má nó cũng không trả đâu. Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Mày vô đây tao biểu mày chết tao. Anh ơi. Nè. Vô đây. Ngọc. Con làm gì vậy? Mày. Cứu ảnh đi chú. Chú ơi đi mà chú. Chú ơi chú. Con chưa ăn gì hết á, chắc là đói rồi đúng không? Chú ba gọi gì đó cho con ăn nha. Nè, giận chú ba vì không cứu cậu bé đó hả? Nhưng mà con sợ anh ấy bị đánh chết. Chú phải cứu anh ấy đi chú. Hồi nãy con không thấy ông chủ quán đó dữ dằn hả? Con không sợ ông đánh con à? Nhưng mà con không muốn anh ấy chết. Chú ba ơi, chú ba, cứu ảnh đi chú ba. Hoàn cảnh của chú cháu mình còn lo chưa xong, giờ con muốn cứu ai? Chú nữa đâu. Nè, thôi được rồi.
chú ba sẽ đi cứu cậu bé đó. Nhưng mà con á, phải ngoan ngoãn nghe lời chú ba. Dạ. Ngồi đây nghe, không được đi đâu đó. Dạ. À, sao vậy chú? Đi theo chú. Nhưng mà... Gì? Anh có sao không vợ? Anh không sao. Nè nhóc, con bị đánh như vậy sao không bỏ trốn đi? Dạ con đi không được. Sao vậy? Sao không bỏ trốn được? Ba mẹ con đâu? Dạ ba mẹ của con bị thiếu nợ nên đã bỏ trốn. Dạ bị tai nạn chết lâu rồi. Tội anh quá, chắc là anh nhớ ba mẹ anh lắm. Nếu như vậy con càng phải bỏ trốn chứ, để cho người ta đánh đập con vậy sao? Dạ ông ấy đang giữ kỷ luật của ba mẹ con, ông bắt con làm việc để trừ nợ. Con tính rồi, khi nào con lấy lại được con sẽ bỏ trốn. Thôi được rồi, con ngồi đây chờ chú đi. Dạ. Anh qua đây ngồi đi anh. Ừ. Chủ quán đâu? Chủ quán. Lại là ông nữa hả? Ông muốn cái gì đây? Trả cái kỷ vật của mẹ thằng bé cho tôi. Mày là cái thá gì tao phải nghe lời mày? Giờ sao? Mày có tin là tao đốt quán của mày không? Có được không? Được. Được. Ý nhiên. Đây. Mày liêu hồn vậy mày? Chú. Nè, con coi đi. Có phải kỷ vật của ba mẹ con không? Dạ. Dạ đúng của ba mẹ con rồi. Con cảm ơn chú nhiều. Bây giờ đã có kỷ vật rồi, con nên đi trốn đi, đừng ở đây nữa nha. Ngọc à, đi con. Dạ. Chú ơi, chú cho con theo với chú. Nè nhóc, thân chú còn lo chưa xong, làm sao dẫn con theo được chứ? Nhưng mà bây giờ con không biết đi đâu hết, con không còn ai là người thân nữa. Chú ơi cho con đi theo đi chú. Chú ơi cho ảnh đi theo đi chú. Để ảnh lại, con sợ ảnh gặp người xấu lắm. Đi mà chú. Chú ơi, đi chú. Mà chú. Thôi được rồi, đi theo chú á là phải nghe lời chú đó. Dạ con biết rồi chú. Cũng may là năm đó có em nó giúp anh một tiếng, anh mới được đi theo ba. Nếu không bây giờ anh cũng không biết mình sẽ ra sao, có khi đã chết đói không chừng. Em cũng không biết năm đó mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Sao em lại nói vậy? Nếu mà năm đó em không giúp anh thì anh sẽ không đi vào con đường xấu như bây giờ. Không, anh không hối hận về những việc mình đã làm. Anh đã quyết định con đường của anh, những gì mà anh muốn làm thì anh phải làm cho bằng được. Dù bằng bất cứ giá nào, anh sẽ làm tất cả vì em và ba. Người mày cà rít gì đó, có phải là Quỳnh không? Làm gì có. Nè, đừng có suy diễn lung tung nha. Có việc thích người khác cũng không dám thừa nhận nữa thì làm sao xứng đáng làm đàn ông? Có ngày mất đi á, rồi ở đó mà hỏi tiếc. Mình không thể không nhớ tới Quỳnh. Ngày mai có buổi thuyết trình quan trọng, Nam nghỉ ngơi sớm để lấy sức, mai làm cho thật tốt.
Hội thuyết trình ngày mai em chuẩn bị tới đâu rồi? Tôi đã chuẩn bị kỹ rồi. Anh cứ yên tâm trình bày đúng theo những gì em đã thiết kế là được. Anh không có gì phải lo hết. Ngày mai thuyết trình xong tôi mời cô đi ăn cơm được không? Dù sao cũng nhờ cô mà tôi mới vô được công ty làm. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Không cần cảm ơn tôi đâu. Anh đi làm được ở công ty á là do năng lực của anh mà. Tôi đâu có giúp gì đâu. Cô giúp được cho tôi nhiều lắm. Từ đầu cũng đã nhờ cô phát hiện ra tôi. Nếu vậy thì anh rủ cả chị Yến đi. Vì tính ra nhờ chị Yến giới thiệu mà tôi mới biết anh đó. Tôi chỉ muốn là tôi với cô đi ăn vui vẻ với nhau thôi. Với lại hồi chiều á, Yến cũng đã tới nhà ăn với mẹ tôi rồi. Tôi không thể đi riêng với anh được. Sao vậy? Chị Yến thích anh. Tôi với anh đi như vậy á, chị ấy nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Mất công chị khó chịu với tôi nữa. Tôi biết là Yến thích tôi, nhưng mà tôi đã thích người khác rồi. Thôi tôi bận rồi. Mai anh cứ thuyết trình như vậy là tốt đó. Vậy nha, bye bye. Người trong lòng của anh chính là em đó Quỳnh. Dạ, tổng giám đốc có màu phối của bản vẽ cùng với lối thiết kế kiểu kiến trúc xưa. Tôi tin là một người thích thiên nhiên, thích sự cổ kính như tổng giám đốc Bình Minh chắc chắn sẽ ưng ý bản vẽ này. Dạ, đây là bản vẽ rất ấn tượng và sáng tạo à. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Hy vọng là sẽ đúng như lời cậu nói. Tôi cũng hy vọng là Bình Minh sẽ hài lòng. Nếu như vậy á thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy được hợp đồng lần này. Hai người cũng đã cố gắng nhiều rồi. Thôi về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào dự án mới. Trời ơi. Dạ, dạ, xin chào chủ tịch. Hai người ngồi xuống tự nhiên ba đi. Ba họp chưa xong nữa hả? Không thấy ba đang họp sao mà còn hỏi. Có chuyện gì tới tận đây mà tìm ba như vậy? Anh, hôm nay anh quên là nhà mình đi dự khai trương nhà hàng của dì Thảnh hả? À, đúng rồi, anh quên mất nữa. Ba, ba quên hoài. Có khi nào ba quên luôn đứa con gái này không? Con thì làm sao ba quên được. Con cái cưng của ba mà. Con cái cưng sao? Mình đi đi ba. Chứ không thôi để trễ á. Anh Nam, đi chung luôn đi. Hả? Bữa trước dì Thạnh cũng mệt qua khai trương mà. Hồi sáng anh có ghé chúc mừng dễ rồi. Thôi em đi đi. Ủa sao sáng anh đi mà không rủ em? Em mà biết trước á là em đi với anh rồi, chứ em đâu đi với ba mẹ em đâu. Trời đất ơi, nói gì mà cũng nói được nữa. Bây giờ con đi với ba mẹ cũng được nè. Vậy con đi với ba mẹ cũng được. Đi xong ba vẫn còn đi mua đồ nha. Con muốn mua cái gì? Con rất là cần số lượng búp bê lớn cho đợt từ thiện sắp tới. Ba giúp con nha. Tưởng gì, chuyện đó thì ba đồng ý. Ba là số 1 á. Còn mẹ nãy giờ ngồi đây, con quên mất tiêu luôn rồi ha. Mẹ cũng là số 1 luôn. Coi đó, suốt ngày nó chỉ biết làm nũng với ba nó thôi à. Rồi chỉ lo hoạt động từ thiện xã hội gì đó mà không lo học hành gì hết trơn. Con phải lo chí thú kinh doanh để sau này còn nối nghiệp ba mẹ nữa chứ. Thôi, con đâu thích kinh doanh đâu, nhức đầu lắm. Vậy chứ con thích cái gì? Con thích làm vợ, thích làm nội trợ, rồi giặt giũ nấu ăn, muốn an phận ở nhà chăm sóc chồng của trời. Con chỉ cần con kiếm được tấm chồng như ý là con không lo gì hết. Trời đất, con nói vậy á mà không sợ anh Nam với chị Quỳnh cười cho hả? Mà sao con không có chút nào giống mẹ vậy hả Hạnh? Phụ nữ thời nay á cần phải mạnh mẽ, phải có sự nghiệp riêng của mình chứ. Mà anh thấy con bé Hạnh nó lựa chọn như vậy cũng đúng mà em. Chỉ cần á lựa chọn được một tấm chồng tốt để dựa vào, còn vợ á là ở nhà dung dáng gia đình là được rồi. Hai người thấy không, ảnh á lúc nào cũng cưng chiều con nhỏ. Anh chiều riết á rồi nó hư cho coi. Con gái ruột của anh không cưng á thì cưng ngay bây giờ. Ba đúng là nhất mà. Coi đó, lâu lắm rồi con không được ôm ba như vậy. Ba không nhớ chút gì về con sao ba?
Dạ, tôi xin phép ạ. Dạ, vậy xin phép tôi cũng đi trước. Ừ, dạ. Đi đi ba. Rồi, được rồi. Con, cái gì vậy con? Bạn lén không cho con chơi búp bê chung đó ba. Trời, bộ con thích búp bê lắm hả? Dạ, bạn lấy cái búp bê đẹp lắm mà không cho con chơi. Làm ba hết hồn, tưởng đâu có chuyện gì. Chào ba chút đi, qua đây con. Dạ. Ngồi xuống đây. À, chào ba chút nghe. Dạ. À. Sao con khóc vậy? Sao con khóc vậy? Tôi có khóc đâu. Nhìn kìa, rớt nước mắt vậy mà kêu không khóc. Bụi bay vô mắt tôi thôi à. Tôi có thấy miếng bụi nào đâu. Tôi nói bụi là bụi. Sao mà anh... Nhìn cô buồn vậy. Bữa nay được nghỉ sớm, sao cô không đi về nhà đi? Lại ra đây. Anh đừng có nói là anh theo dõi tôi từ công ty tới đây nha. Ờ, tôi thấy cô buồn cho nên tôi không yên tâm. Tự nhiên cô đang bình thường, sao tự nhiên buồn vậy? Chắc có lý do gì đúng không? Tôi không có lý do gì hết á. Anh đừng có nhiều chuyện. Nè, bất cứ khi nào em cần, anh luôn sẵn lòng cho em mượn bờ vai và lắng nghe em tâm sự. Dạ con mời cô chú. Dạ mời. Dạ con. Dạ em mời anh. Dạ con mời cô chú ạ. Dạ mời. Dạ mời anh chị ạ. Dạ. Chơi phần này rồi chị. Để chị chút như nha. Phần này nữa. Ba mẹ. Ừ? Chú Bách nấu những món này ngon quá ha ba mẹ. Ừ. Ba ăn cũng nhiều nơi lắm rồi, nhưng mà chưa có chỗ nào mà ngon như ở đây. Em à, em thấy sao? Cũng tạm thôi. Chị đó, có bao giờ khen món nào ngon đâu. Không phải là chị không khen, mà là chị luôn nhìn vào sự thật thôi. Em đó nha, bây giờ nhìn cái gì của người ta đối với em cũng là tốt hết, đúng không? Lần này em sẽ chứng minh cho chị thấy em chọn đúng người. Chị đừng có mỉa mai em nữa. Mọi người ăn ngon nha. Dạ. Mẹ, mẹ nói vậy á, dì buồn rồi sao? Có như vậy thì mới khá được. Dì không buồn mẹ đâu, con đừng lo. Món này ngon nè. Dạ. Cho anh vô đi mà. Cái gì vậy hả Phương? Anh bỏ ý định theo đuổi tôi đi được không?
anh không xứng với tôi. Trái tim tôi đã có người khác rồi. Phương, em suy nghĩ lại đi. Anh có gì mà thua thằng đó chứ? Anh đừng có đem ra so sánh gì ở đây. Anh sẽ không bao giờ bị kịp với anh ấy đâu. Đừng có cố mà mơ mộng diễn trong nữa. Phương. Năm đó em nói anh không xứng, nhưng bây giờ anh xứng đáng với em hơn bất kỳ ai khác. Em cứ chờ xem. Chúc quý khách ngon miệng. Sao mình nhìn thấy ông ta quen quen? Là ai vậy ta? Anh, sao tự nhiên đứng đây? Em kiếm anh muốn chết luôn đó. Có gì không em? Khách VIP tới rồi, vô phụ em lẻ lên. Ủa ba mẹ, tí nữa mình ăn xong mình đi đâu vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt, ba sẽ dẫn cả nhà mình đi đi mua sắm, con chịu không? Vậy ăn xong rồi mình đi liền nha. Yeah. Hôm nay ba sẽ cho con mua sắm thoải mái luôn. Cảm ơn ba trước nha. Con đó nha, nghe nói đi mua sắm là cười tít mắt lên. Ủa thì mẹ cũng vậy mà. Tôi về tới nhà rồi, anh cũng về đi. Tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa. Anh không nghỉ ngơi rồi không để cho ai nghỉ ngơi hết hả? Vậy thôi được rồi, tôi về trước nha. Tôi về nha. Alo em nghe nè. Ba anh muốn gặp em ngay bây giờ. Anh nói cái gì vậy? Chú đã về Việt Nam đâu mà lại muốn gặp em chứ? Ba đã về Việt Nam rồi, đang ở nhà đó, em tới liền đi. Nhưng mà không biết có chuyện gì mà chú về Việt Nam đột ngột vậy? Sao chú về đột ngột mà không thông báo gì hết vậy? Buộc cái gì quan trọng hả? Anh cũng không nghe ba nói gì cả. Tụi mình cứ vào trong đi, để xem ba nói gì. Sao bọn họ lại cung kính với Quỳnh như vậy? Lần trước cũng có người đàn ông cung kính với Quỳnh. Ở nhà Quỳnh lại có đồ bắn vết thương. Quỳnh là người như thế nào vậy? Không lẽ cổ là chị đại như trong phim? Sao chú đột ngột về Việt Nam vậy chú? Hoạt động bên Campuchia đang gặp nguy hiểm, tổ chức bị đưa vào tầm ngắm, nên chú phải đi trước một bước. Chú về đây, không thì bị tóm cổ làm sao? Vậy là ba về Việt Nam luôn sao? Phải. Ở Việt Nam con đã gây dựng hoàn cầu khá ổn định rồi. Dạ. Ba về đây làm việc sẽ an toàn hơn. Còn con, theo dõi Phương Hòa tới đâu rồi? Dạ, con vẫn đang tiến hành điều tra. Cái gì? Vẫn đang tiến hành à? Con làm việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới công việc nhiều lắm con biết không? Bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ là người chỉ huy. Con làm việc thụ động như vậy thì làm sao sau này chú có thể giao việc trọng đại của chú cho con đây? Con... Ba ơi, thật ra là Ngọc đang điều tra một loại thuốc của ông Định Hòa đang uống. Con nghĩ là từ từ sẽ có thêm manh mối đó ba. Ba chờ 20 năm rồi, ba không thể chờ thêm được nữa.
Hai đứa chuẩn bị đi. Khi có lệnh làm theo ý bà. Dạ con biết rồi chú. Dạ. Nếu như không còn gì nữa, con xin phép về trước ạ. Còn con nữa, lo tập trung làm việc đi. Đừng có làm những chuyện ngoài lề nữa. Thằng Đạt không có nói gì với chú cả, mà chính mắt chú thấy con tay trong tay với một thằng thanh niên nào đó. Nghe chú nói đi, thế giới của thằng đó không phù hợp với chúng ta. Tốt hơn hết con nên chấm dứt gọn gàng đi, đừng ảnh hưởng tới chúng ta và tương lai của nó nữa. Chú đã nhìn thấy mình và Nam sao? Vậy là em và thằng Nam đã tiến triển tình cảm rồi hả Ngọc? Con biết tự cân nhắc mình phải làm gì. Con xin phép chú. Đi thôi. Căn nhà đó là gì vậy? Chuyện cô bị thương, rồi nói mình không phải là người bình thường, là sao vậy? Có phải liên quan tới căn nhà đó hay không? Anh không cần biết nhiều để làm gì. Đó là nhà người quen của tôi. Chuyện hôm nay anh tuyệt đối không được để ai biết. Nếu chỉ là nhà người thân bình thường thì tại sao cô lại giữ bí mật như vậy? Anh đã biết quá nhiều rồi. Tôi cảnh cáo anh, sau này đừng đi theo tôi nữa, không thì anh sẽ chuốc họa vào thân đó. Tôi hỏi nha, cô có phải là sếp của băng đảng giang hồ hay không? Cô có nhiều thuộc hạ cúi đầu chào. Rồi cô còn đánh nhau bị thương nữa. Đúng vậy, tôi có xuất thân phức tạp vậy đó. Anh nên tránh xa tôi ra để giữ mạng của mình. Kết thân với tôi sẽ bị liên lụy. Tôi với cô đã hôn nhau rồi, vậy đủ thân chưa? Tôi uống sai thì có thể nói vô tình, nhưng mà cô đang tỉnh táo mà. Nếu như cô không có ý gì với tôi, tại sao lại hôn tôi? Tôi... Tại sao cô lại từ chối tình cảm của tôi? Chỉ vì xuất thân phức tạp của cô đúng không? Nếu vậy tôi lại càng không quan tâm. Anh chỉ muốn bên cạnh của em thôi. Đúng vậy, tôi yêu anh. Nhưng anh đã biết rõ hết mọi thứ về tôi chứ? Anh còn nhớ cô bé lúc nhỏ anh từng cứu không? Anh tự trách bản thân mình là vì cứu cô bé đó mà anh không ngăn được ba anh, khiến ba anh phải chết. Tôi chính là cô bé anh đã cứu đó. Anh có còn yêu tôi không? Dù tôi và anh có yêu nhau, nhưng có quá nhiều thứ khiến tôi và anh không thể đến với nhau được. Vậy thì chôn vùi nó đi. Anh làm gì vậy? Anh bị điên hả? Anh chỉ biết bây giờ anh không muốn đánh mất tình yêu này. Anh có sao không vậy? Rõ ràng là em có quan tâm tới anh, em có tình cảm đối với anh. Tại sao lúc nào em cũng giấu anh hết vậy? Anh buông tay tôi ra đi. Em có biết không, ngay từ đầu khi nhận lời vào công ty Phương Hòa, ngoài việc quý mến ông Hòa ra, anh còn vì em nữa. Anh thích em từ lúc đó rồi, càng lúc càng yêu, và không bao giờ muốn đánh mất em.
Anh về trước nha. Ừ, anh về cẩn thận. Anh về nha. Em quên là có ba dặn rồi sao? Em đã nói là chuyện cá nhân của em, anh đừng có xen vào mà. Đây là kết quả xét nghiệm viên thuốc mà em nhờ anh làm đây. Nó chỉ là loại thuốc an thần bình thường, không có tác dụng gì đến việc phục hồi trí nhớ. Như vậy có nghĩa là bà Phương không muốn cho ông Hòa nhớ lại. Rốt cuộc bà ấy nghĩ ra cái trò này để làm gì? Anh nhớ em. Sến quá. Mặc kệ, anh không nói không được. Mai anh sẽ dẫn em đi ăn bù tiệc mừng anh vào làm ở công ty nha. Dạ ok anh. Em sẽ ăn thật nhiều cho bỏ ghét, ai biểu rủ hoài. Anh không ngờ em bạo dạn như vậy. Anh thì sao? Em tưởng là anh hiền lành ít nói, ai về đâu còn chủ động hôn con gái người ta. Không sợ em đánh anh bầm dập hả? Chỉ cần được hôn em, anh ăn đòn đau sao anh cũng chấp nhận mà. Mình chính thức hẹn hò nha. Em im lặng tức là đồng ý đúng không? Con gái gì đâu kỳ vậy? Ta nói lên tiếng lòng cũng là cũng bẻ tay người ta nữa. Ây da. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao ông Hòa lại uống loại thuốc mà không giúp ích gì cho việc điều trị mất trí nhớ của ông ấy? Việc này chắc chỉ có bác sĩ điều trị cho ông Hòa là biết rõ nhất. Mình thật sự quen người tên Phi Long sao? Cậu Bách, cậu chưa ngủ sao? Mấy bữa nay quán bán thế nào rồi? Dạ cũng đông khách anh. Ủa mà anh chưa ngủ sao? Cậu Bách nè, lần trước cậu nói là tôi rất là giống một người bạn của cậu tên là Phi Long, người đó là ai vậy? Ông ấy thắc mắc về cái tên này, sẵn dịp mình kiểm chứng luôn. Phi Long là bạn thân của em. Cậu ấy rất thích đua xe, từng có tiền án tiền sự, có vợ và con gái rất là dễ thương. Vì thích đua xe nên cậu ấy có hình xăm chiếc mô tô. Hình xăm một chiếc mô tô? Ừ. Cái vị trí của hình xăm đó đâu vậy? Cậu ấy xăm ở trên vai. Anh sao vậy? Tôi xin lỗi, không hiểu sao tôi đau đầu quá. Chắc là tôi phải lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh đi nghỉ đi. Em thấy anh có vẻ hơi đau đầu đó. Phản ứng như vậy chứng tỏ ông ấy đã bị tác động về chuyện mình vừa kể. Càng lúc cách đó càng có tác dụng để mình làm rõ chuyện này. Anh.
Có chuyện gì hả? Không có gì đâu em. Chắc chắn là có gì đó không ổn rồi. Câu hỏi kỳ lạ về 20 năm trước. Ai đã nói những chuyện đó với ảnh? Cô chủ, khuya rồi sao cô không ở trong phòng mà ngủ, lại xuống đây? Tôi thấy lòng lo lắng không yên. Dạo gần đây anh Hòa dường như bị tác động quá nhiều. Tôi sợ nãy sẽ nhớ lại mọi chuyện. Thay vì lo lắng, sao cô không chủ động tìm cách để giải quyết vấn đề? Vấn đề nằm ở đâu thì ta bắt đầu xử lý từ đó. Vấn đề là nằm ở đâu? Bắt đầu ở đâu? Con Quỳnh sao? Đúng rồi. Nguyên nhân anh Hòa thay đổi là từ con Quỳnh. Phải bắt đầu từ cô ta. Những gì thuộc về tao, mày đừng hòng cướp được. Mẹ. Hôm nay có chuyện gì mà con vui vẻ yêu đời quá vậy? Dạ, tại vì con có việc làm ổn định cho nên con yêu đời đó mẹ. Chứ không phải là vô công ty để ý con bé nào mới như vậy phải không? Làm gì có. Có là con sẽ báo cho mẹ trước. Con đi làm nghe mẹ. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Phải chi ngày nào nó cũng vui vẻ yêu đời như vậy thì mừng biết mấy. Chào cô chú. Dạ. Hay em tới công ty trước đi. Bữa nay anh muốn tới chỗ bác sĩ. Anh có chuyện muốn hỏi anh ấy. Anh nhớ ra thêm điều gì hả? Cứ để anh đi gặp bác sĩ cái đã. Rồi về anh sẽ kể cho em nghe sau. Vậy em đi với anh ha. Dạ thưa cô. Hôm nay cô có buổi họp quan trọng với đối tác. Vậy hả? Dạ. Em cứ đi lo công việc trước đi. Anh đi khám, nếu có diễn biến gì mới anh sẽ kể cho em nghe sau nha. Nhưng em không an tâm. Cậu Khang nè, có dời buổi họp được không? Đối tác họp xong với mình sẽ bay ra nước ngoài, cho nên là con sắp xếp vào sáng nay. Em có việc thì cứ đi làm đi. Đâu nhất thiết phải kè kè anh như vậy. Anh có phải là con nít đâu. Nhưng mà em lo cho anh mà. Em phải đi với anh thì mới yên tâm được. Những lúc như vậy, anh cần không gian riêng tư với bác sĩ. Em không cần phải mất thời gian bên cạnh anh như vậy đâu. Vừa không cần thiết mà vừa làm anh cảm thấy là em đang không tin tưởng anh. Em hiểu rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em đi nha.
tới công ty. Dạ. Chào chú. À. Alo, tôi nghe. Chồng tôi sắp tới phòng khám của ông đó. Có chuyện gì thì báo liền cho tôi. Lần trước anh Hòa có đến tìm tôi để dò hỏi về ký ức anh ấy mới hồi phục gần đây. Không lẽ lần này anh ấy nhớ ra được điều gì sao? Lần trước là khi nào vậy? Cách đây mấy bữa à? Sao tôi không hề hay biết là anh tới? À... anh đã nói gì với ông? Anh Hòa anh kể là anh thấy di ảnh của một người đàn ông nào đó trên bàn thờ. Rồi trong đầu lại xuất hiện một người đàn ông nào nữa với gương mặt lạ. Sao giờ ông mới nói cho tôi biết chuyện này hả? Thì dữ liệu anh Hòa nhớ cũng mập mờ thôi, không có xác định được. Tôi cũng kêu anh thử tả đi, để tôi phát quà người ở trong hình, mà anh nói chỉ nhìn lướt qua nên tôi không thể nào phát quà được. Tôi cũng có dàn ảnh, khi nào nhớ rõ thì đến đây tôi sẽ phát quà lại, xem có giúp được gì không. Nhưng mà tôi chờ hôm rài rồi, không có thấy anh tới nữa. Nên tôi chưa có báo với cô đó. Tôi đã dặn ông rồi, có bất cứ điều gì cũng phải báo tôi biết. Ông không nhớ hả? Dạ, tôi sơ ý quá. Từ giờ trở đi, nếu anh Hòa có bất cứ biểu hiện gì như vậy thì phải báo cho tôi biết liền, nghe chưa? Nếu không thì đừng có trách tôi. Dạ, tôi biết rồi. Mà nè, bữa hôm đó anh Hòa tới gặp ông một mình hả? Anh Hòa anh có đi với một cô gái và một cậu thanh niên nữa. Cô gái đó chắc tầm 19-20 tuổi à. Tôi nghe cô đó gọi anh Hòa là ba. Chắc là con gái của cô đó. Bé Hạnh sao? Hay là cô hỏi lại con gái của cô coi thử. Có thể cô sẽ biết được là tại sao anh Hòa lại nhớ những thông tin đó. Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Còn ông, lát nữa anh Hòa tới, dù cho anh có nhớ ra điều gì cũng phải báo cho tôi biết, nghe chưa? Dạ, tôi biết rồi. Trước giờ ông vẫn biết cách khiến cho anh Hòa không thể phục hồi được ký ức một cách suôn sẻ. Giờ thì ông cũng biết cách làm như thế nào rồi, đúng không? Hôm đó tôi đã phân tích cho anh ấy hiểu là những gì mà anh ấy thấy chỉ là ký ức giả thôi. Có thể là do anh ấy quá mong muốn sớm hồi phục lại ký ức. Còn thuốc thì tôi vẫn kê đều đặn cho ảnh. Được rồi, cứ tiến hành như vậy đi. Alo, con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy? Mẹ cần gặp con có chuyện gấp. Dạ, con đến công ty của mẹ luôn nè. Con đến công ty làm gì? Dạ, tại vì bạn của con làm ở công ty mình. Bạn con mới làm mấy ngày đầu nên con tới còn sao thôi à. Thôi được rồi, sẵn ở công ty, con lên phòng mẹ ngồi chờ đi. Mẹ sẽ về công ty gặp con. Dạ, vậy con lên liền. Quỷ cuộc họp đi. Dạ thưa cô, buổi họp hôm nay rất quan trọng, khó khăn lắm mới hẹn được đối tác, cần phải gặp trong hôm nay đó cô. Tôi nói quỷ là quỷ, không nghe sao? Dạ. Chạy nhanh tới công ty đi. Em, anh làm gì vậy hả? Em đã nói là anh phải cẩn thận, để người khác thấy sẽ không hay. Ủa, anh quan tâm bạn gái thôi, mắc gì phải sợ. Anh đó, mới vô công ty làm, việc cần làm của anh á là dùng tài năng để thuyết phục mọi người, chứ không phải là ba cái chuyện yêu đương này đâu. Thì anh cũng đang tập trung làm việc mà. Chuyện giữa anh và em xảy ra đột ngột quá, em cũng không biết là phải ăn nói ra sao với chị Yến cho hợp tình hợp lý nữa. Thôi được rồi, anh xin lỗi.
Từ bây giờ trở đi anh sẽ nghe lời em. Thật ra không phải là em giấu chuyện của tụi mình, chỉ là chưa thích hợp để công khai thôi. Anh hiểu mà. Anh sẽ chờ lúc thích hợp để nói cho Yến biết. Anh cũng không muốn Yến phải chờ đợi anh. Anh Nam. Ủa, chị Quỳnh đi làm sớm quá giờ. Chị cũng mới tới thôi à. Chị là con gái mà uống cà phê đắng vậy hả? À, tại vì chị thích vị đắng của cà phê. Thôi, chị vô làm đây. Anh Nam. Anh đi làm ở đây thấy sao? Có vui không? Em tới đây có việc hả? Em chỉ đến đây để xem anh làm gì có tốt hay không thôi. Anh làm ở đây á, ai mà ăn hiếp anh á, anh cứ nói em liền, em xử lý hết cho. Nếu có chuyện gì á, anh tự xử lý được. Em chỉ quan tâm anh thôi mà. Anh hiểu lòng tốt của em, nhưng mà em cũng đừng có thân thiết với anh quá, mất công người ta hiểu lầm. Anh vô đây là do quen biết nên mới được nâng đỡ, rồi họ có cái nhìn không tốt về anh. Anh không thích như vậy. Em xin lỗi, em không biết là làm vậy anh sẽ khó xử. Vậy thôi, em không phiền anh làm việc nữa. Nhưng mà anh phải nhớ lịch dạy học cho tụi nhỏ đó nha. Ờ, anh không có quên đâu mà. Thôi, anh phải ngoéo tay thì mới tin được. Ngoéo đi. Đây, nè Nam. Tối công ty rồi, sao không lên phòng đi? Nhân viên mới á thì cần phải nghiêm túc. Mình á không phải là cậu ấm cô chiêu, cũng không phải là ngậm thìa vàng, cho nên mình cũng sợ mất việc, cũng sợ bị đuổi lắm á. Ủa, chị đang nói em á hả? Không, chị đâu có dám nói em. Chị đang tự nhắc nhở bản thân mình cũng như là Nam thôi. Em tới đây chỉ là quan tâm anh Nam làm việc sao thôi mà. Sao thôi chị mà, hai người đừng có cãi nhau nữa. Ở đây là công ty. Cũng biết là công ty mà, sao còn nắm tay người ta vậy? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ủa, anh Nam, hồi nãy anh đã ngoéo tay với em rồi mà. Nắm tay gì mà nắm tay, đó là chuyện riêng của em. Nè, chuyện anh hứa nhất định anh sẽ làm. Làm gì mà làm, kệ em. Hạnh. Dạ, thưa sếp. Dạ, chào chủ tịch. Thưa mẹ, sao chưa lên phòng của mẹ nữa? Dạ, con. Anh Nam ơi, mình nói chuyện sao nha. Không có gặp gì hết trơn á. Tôi lên làm đây. Còn ông nữa, thấy con gái chủ tịch đó hả, đeo bám ông như vậy, ông không từ chối gì hết trơn á, lỡ mọi người thấy rồi làm sao? Tôi biết tôi phải làm những gì mà. Người bạn mà con nói là Duy Nam sao? Dạ đúng rồi mẹ. Con thấy anh rất là tài. Sau này có gì mẹ chiếu cố bạn con nha. Con thích cậu ta hả? Con không có. Xưa nay mẹ luôn công bằng trong công việc, sẽ không có bất kỳ sự ưu tiên nào. Nếu như cậu ta không đủ giỏi thì sẽ bị đào thải. Còn con, đừng tới công ty để làm mấy trò khó coi như vậy. Thiên kim tiểu thư như con thì cần phải giữ giá của mình chứ. Đàn ông không có gì như thằng Nam thì không tương xứng với con. Con không nên mất thời gian với cậu ta làm gì. Con thì cảm thấy anh Nam rất là tốt, lại còn giỏi nữa. Con tin là anh ấy sẽ có tương lai tươi sáng. Có khi sau này còn có sự nghiệp riêng như là dì Thành với là chú Bách nữa đó mẹ. Con lại so sánh với chú Bách hả? Lo mà học hành đi, đừng có bắt chước lựa chọn sai lầm như dì của con. Mẹ. Mẹ cảnh cáo con đó. Tốt nhất là tránh xa thằng Nam ra. Thôi con về. Ai cho con về? Mẹ gọi con ở lại là có chuyện muốn nói với con. Hôm ba con bị chụp thuốc mê ngất xỉu, rốt cuộc đã có chuyện gì với ba con? Ba con đã gặp những ai? Sao mẹ lại hỏi chuyện này? Con tưởng nó đã xong rồi chứ. Mẹ cần biết cặn kẽ để chữa trị căn bệnh mất trí của ba con. Con biết được những gì thì nói cho mẹ nghe, càng chi tiết càng tốt. Dạ, thật ra là hôm đó ba con đi. Đàn ông chưa có gì như thằng Nam, không xứng với con. Con cũng không nên mất thời gian với cậu ta làm gì. Nếu như mình nói ra sự thật là ba đến tận nhà anh Nam mời ảnh đi làm rồi gặp nạn, rồi còn bị lên cơn đau đầu ở nhà ảnh, chắc mẹ sẽ càng thêm ác cảm với anh Nam. Sao không trả lời mẹ? Dạ, thật ra hôm đó con không biết ba đi đâu và gặp ai nữa. Lúc đó con đang đi cùng với bạn, thấy ba bị ngất ở ngoài đường, rồi ba nói ba bị đau đầu nữa, cho nên con đã đưa ba tới phòng khám. Nhìn thẳng vào mắt mẹ mà trả lời. Thật vậy sao?
Dạ, con nói hoàn toàn là sự thật. Người bạn đi cùng con là ai? Như thế nào? Bạn con tên là Đạt. Mẹ tạm tin con. Nếu mà mẹ biết được con che giấu điều gì, mẹ không tha cho con đâu. Mẹ, con đâu có dám giấu mẹ chuyện gì đâu. Thôi, về đi. Sau này con hạn chế lên công ty. Mẹ không muốn mọi người dị nghị về con. Dạ con biết rồi. Thôi mẹ con về. Nó cứ mở miệng là khen thằng Nam, rồi còn muốn mình nâng đỡ nữa. Thằng đó có gì mà con si mê tới vậy hả Hạnh? Thật sự là tôi không biết mình giống người tên Phi Long đó đến mức nào, mà lại có người khác nhìn nhầm tôi là Phi Long. Mà trên đời này, ngoài mặt mũi giống nhau ra, lại có hình xăm giống nhau nữa sao? Ủa? Hình xăm giống nhau là sao? Người đàn ông Phi Long đó cũng có hình xăm mô tô giống tôi. Ai là người nói cho anh biết là anh giống Phi Long? Người đó chính là... Không được, Phương có thành kiến với Bách. Giờ mà biết Bách nhắc những chuyện này với mình, chỉ tạo thêm rắc rối thôi. Với lại, mấy lần mình điều trị, dù Phương không đi cùng, nhưng bà ấy lại nắm rõ tình hình điều trị của mình. Chắc chắn bác sĩ luôn kể hết cho bà ấy nghe. Nè, anh Hòa, anh có nghe tôi hỏi gì không? Thật ra thì đó chỉ là một người lạ qua đường thôi. Thật sự tôi cũng không biết anh ta là ai. Nhưng mà nghe cách gọi thì người tên Phi Long đó có vẻ là bạn thân của anh ta thì phải. Vậy là chắc người đó nhầm thôi. Vì nếu anh đúng là anh Long á, thì người đó phải tay bắt mặt mừng, rồi hàn huyên chuyện cũ với anh. Còn đằng này thì lại kiểu là hỏi thăm dè dặt, chứng tỏ là người đó cũng không chắc lắm. Vậy sao? Thì anh cũng biết đó, trên đời này người giống người là chuyện bình thường thôi. Còn cái chuyện hình xăm có thể là trùng hợp thôi. Vì đây là hình xăm một chiếc xe mô tô mà. Những ai mà thích đua xe tốc độ thì đều có thể xăm chiếc mô tô trên người. Tính ra tôi thấy cũng khá là phổ biến mà. Đâu có đến nỗi mà độc nhất vô nhị chỉ có một người có đâu. Bác sĩ nói cũng có lý. Khi nghe nhắc tới tên Long, anh có gợi nhớ được điều gì không? Tôi không nhớ được thêm điều gì nữa. Rốt cuộc giữa tôi và người đó có mối quan hệ gì? Tôi chỉ biết là mình có ấn tượng khi nói về người đàn ông tên Phi Long này. Tôi thấy anh đừng có ép bản thân mình quá. Lần sau nếu anh gặp lại người đó thì anh phải nên hỏi kỹ càng lại thông tin người đó. Biết đâu là anh sẽ nhớ thêm được điều gì đó thì sao? Tôi biết rồi. Anh nên bình tĩnh nè. Đừng có cố gắng nhớ lại quá mức như vậy. Nếu không là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của anh đó. Giờ tôi sẽ kê thuốc cho anh nha. Trời ơi, sao gọi hoài mất máy vậy trời? Cái ông Đăng này thiệt tình. Tôi thiệt là khổ tâm với ông luôn á. Đã có công việc tốt đến như vậy rồi mà cũng không chịu làm. Có gì không Yến? Đăng mấy bữa nay nghỉ làm hoài à. Có khi nào ông Đăng ông xin nghỉ mà Yến không nhớ không? Có bao giờ xin đâu mà nhớ chứ không nhớ. Chuyện này mà lọt tới tai tổng giám đốc là không hay cho Đăng rồi. Hôm nay không đi làm chắc làm biến rồi trốn luôn rồi chứ gì. Cái ông này. Tôi lên trước nha Yến. Thiệt tình. Tức thiệt chứ. Đúng là đáng ghét. Bữa nay Đăng không đi làm hả? Duy Nam đừng có hiểu lầm nha. Thực ra thì Yến cứ sợ Đăng nghỉ làm hoài á, rồi cứ đi cờ bạc nợ nần chồng chất, lại làm gánh nặng cho Nam nữa. Yến làm cái gì phải luống cuống giải thích vậy? Bây giờ vô công ty làm chung, việc ai nấy làm, miễn sao Đăng được quá đáng là tôi không nghĩ gì đâu. Có thiệt là không nghĩ gì không? Thiệt. Chứ Yến muốn tôi nghĩ gì? Vậy là tốt rồi. Nam có rảnh không? Đi ăn trưa với Yến nha. Bữa khác nha. Bữa nay tôi có hẹn rồi. Đúng là số đen đuổi mà.
được bà đẩy thuyền với anh Đạt á, bà cũng không đâu vào đâu hết. Trời ơi, mà hôm bữa tôi còn bị ăn cướp rồi đó bà. Rồi từ bữa tới giờ có gặp lại anh Đạt chưa? Tôi có gặp, nói chuyện được với ảnh đâu. Xin lỗi bà, anh Đạt có ý với tôi nên mới không để ý tới bà như vậy. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Tôi nghĩ là bà chỉ cần thể hiện tình cảm chân thành của mình rồi anh Đạt cũng cảm nhận được thôi mà. Thôi thôi thôi, đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của bà đi. Còn chàng của bà sao rồi? Tôi thấy nó không ổn lắm. Tại vì mẹ tôi không có thích ảnh. Tôi sợ sau này tôi và ảnh còn khó khăn hơn nữa nè. Mà quan trọng á là bà thích ảnh đến mức nào. Nếu sâu đậm á thì sợ gì mà không đấu tranh. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Người cản trở là mẹ của tôi á. Vậy còn anh Nam, cảm xúc của ảnh đối với bà như thế nào? Thật ra là cũng đang tiến triển tốt hơn tình bạn thân. Tôi tin là tôi sẽ có cách khiến cho ảnh với tôi tiến triển nhanh hơn nữa. Cách gì vậy? Mẹ Nam có vẻ quý tôi, ba tôi thì ưu ái ảnh trong công việc. Nhắc lại thì chỉ có vướng mắc chỗ mẹ tôi à. Từ từ á sẽ giải quyết được chỗ của mẹ bà. Điều bây giờ bà cần làm là xác định chỗ anh Nam kìa. Tình cảm của ảnh có dành cho bà thiệt hay không? Vậy thì mới biết được đường mà tính chứ, đúng không? À, bữa nay có buổi dạy dỗ cho đám nhóc. Tôi sẽ nhân cơ hội này để tiến triển nhanh hơn. Xong rồi, dò hỏi tình cảm dành cho tôi là biết liền à. Hy vọng là bà và ảnh sẽ có tiến triển tốt. Chúc mừng bà trước nha. Dạ chào chủ tịch. Giờ này con vẫn còn làm việc sao? Có chuyện gì mà đích thân chủ tịch tới đây vậy? Công việc của cậu sao rồi? Có gặp khó khăn gì nhiều không? Lúc đầu tôi cũng có chút khó khăn khi hòa nhập đồng nghiệp mới. Nhưng trải qua mấy ngày ở đây, tôi thấy đồng nghiệp rất là thân thiện. Với lại tổng giám đốc cũng cho phép tôi được tự do sáng tạo. Chính vì vậy năng lực của tôi cũng được thể hiện. Tuy là cậu được tổng giám đốc coi trọng, nhưng dù sao cũng là nhân viên mới. Cậu làm không tốt thì vẫn có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Cậu đừng nghĩ là quen biết được người này người kia lại tự mãn. Tôi tự mãn sao? Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình, đừng để ảnh hưởng tới chuyện học của con gái tôi là được rồi. Chủ tịch hiểu lầm rồi. Tôi và Hạnh không có gì hết. Với lại chủ tịch an tâm đi, tôi biết cách cư xử mà. Hy vọng cậu nói được làm được.